áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em. Như vậy là chúng ta lại gặp lại nhau trong những cái bài học rất là thú vị trong cái khóa nền tảng dành cho học sinh thi Trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn. Và hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong một cái tác phẩm cũng là một cái tác phẩm thơ và một cái tác phẩm thơ mà rất là hay, đó chính là bài thơ Đất nước trích trong cái trường ca Mặt đường và khát vọng của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Và các bạn thấy rằng là trên cái slide thì thầy đã trình chiếu cho các bạn cái hình ảnh một cái vùng ở Ninh Bình, đúng không ạ? Ở đấy có những cái thửa ruộng lúa ở vùng đồng bằng và xen lẫn giữa những cái đỉnh núi đá vôi rất là đẹp. Và đất nước của chúng ta thì có nhiều người khi mà trải nghiệm cái cuộc sống ở các cái đất nước phương Tây rồi thì ở các cái đất nước khác thì khi trở về và thốt lên rằng là gì ạ? Không có cái đất nước nào đẹp như đất nước của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để lý giải cho cái câu chuyện là tại sao đất nước mình lại người ta có những cái cảm xúc, cái niềm tự hào về đất nước của chúng ta như thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Đương nhiên rồi, bất kể một cái tác phẩm nào thì chúng ta cũng phải tìm hiểu chung những cái nét sơ khai về tác giả, về tác phẩm, đúng không ạ? Để chúng ta có thể có được những cái hiểu biết. Đầu tiên, đó chính là tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Và trên cái ảnh slide này của chúng ta đang thấy đó chính là cái chân dung của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và Nguyễn Khoa Điềm thì sinh năm 1943 tại Thừa Thiên Huế. Như vậy chúng ta lại gặp tiếp một cái nhà thơ ở Thừa Thiên Huế, đúng không ạ? Sau tác giả trước chúng ta đã học. Thì chúng ta thấy rằng ông là một cái người con trong một cái gia đình có cái truyền thống yêu nước và cách mạng. Năm 1964 thì sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, ông về hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên thành phố Huế và xây dựng cơ sở cách mạng để viết báo này, làm thơ này và cho đến năm 1975. Sau ngày thống nhất đất nước thì ông tiếp tục hoạt động chính trị và nghệ thuật ở Thừa Thiên Huế. Và Nguyễn Khoa Điềm thì có rất là nhiều những cái chức vụ khác nhau. Ông tham gia vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3 này, là Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa 5, Bộ trưởng, thậm chí là làm đến chức gì các em? Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và từng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương. Và sau Đại hội 10 của Đảng ấy thì ông về nghỉ hưu ở Huế và tiếp tục làm thơ. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là Nguyễn Khoa Điềm là một cái con người mà thành công ở cả hai cái lĩnh vực văn học nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật và cả cái lĩnh vực về chính trị. Như vậy Nguyễn Khoa Điềm là một cái nhà thơ và đồng thời cũng là một cái nhà chính trị mà chúng ta có thể nói là đạt được những thành tựu rất là đáng kể, đúng không ạ? Cái thứ hai mà chúng ta có thể nói đến ở đây đó chính là cái tác phẩm. Thì chúng ta thấy rằng tác phẩm này chính là tác phẩm Đất nước, đúng không ạ? Và chúng ta đã nói rồi, đất nước là một cái đề tài rất là quen thuộc, phổ biến trong thơ ca, nhạc họa. Và đối với các cái nhà thơ trẻ thời chống Mỹ ấy, thì đề tài đất nước nó được cảm nhận theo cái cách riêng và nó mang cái dấu ấn lịch sử của cái sự trải nghiệm, đúng không ạ? Bằng cái cuộc sống của chính mình. Và nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ấy thì lại có một cái nét đặc trưng ấy cũng với cái đề tài đất nước này, nhưng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã đóng một cái tiếng nói của mình rất là riêng về cái đề tài quen thuộc này. Và ở đó nó có những cái điểm nhấn mới, những cái cảm xúc mới, những cái tư tưởng mới mà chúng ta có lẽ là tí nữa khi mà đi tìm hiểu vào chi tiết của tác phẩm thì chúng ta thấy. Và cái phần đề tài này các em phải hiểu rất là kỹ, tức là đề tài đất nước là như thế nào và cái riêng của Nguyễn Khoa Điềm như thế nào để mà có những cái đề thi, đúng không ạ, nói về cái phong cách nghệ thuật hay là cái sự đặc trưng trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm có bài Đất nước, thì các em hiểu từ cái tư tưởng đề tài này. Nó cũng chính là cái phần mà để các em có thể đưa vào đầu của cái phần thân bài ấy. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đi yếu tố tiếp theo. Đó là cái tác phẩm chung, cái tác phẩm lớn ấy, đó chính là Trường ca Mặt đường và khát vọng, đúng không ạ? Thì đó nó cũng liên quan đến cái hoàn cảnh kháng tác. Thì Trường ca Mặt đường và khát vọng được Nguyễn Khoa Điềm hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971 và in lần đầu tiên vào năm 1974. Và khác với hàng loạt các cái trường ca nở rộ cùng thời như Nguyễn Văn Trỗi của Lê Anh Xuân, bài ca Chim Chơ Rao của Thu Bồn, Theo Chân Bác của Tố Hữu, thì nó triển khai theo cái cấu trúc xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của một nhân vật anh hùng. Thì trường ca của Nguyễn Khoa Điềm lại triển khai theo cảm xúc, cái quá trình vận động ý thức của một tầng lớp tuổi trẻ thành thị miền Nam, đúng không ạ? Thức tỉnh trước hiện tại của đất nước, nhìn rõ kẻ thù, ý thức về nhân dân, đất nước và trách nhiệm của thế hệ mình để mà đấu tranh. Để cho các em thấy là cái khác biệt ở đề tài, đúng không ạ? Cái hướng triển khai mới của cái đề tài đất nước. Và cái thứ hai là cái trường ca Mặt đường về khát vọng cho thấy cái tư tưởng khác. Các em hiểu chưa? Một cái là nói đến cái mặt sáng tạo trong đề tài, một cái là nói đến cái mặt sáng tạo trong về tư tưởng. Và chúng ta có thể tìm hiểu chi tiết hơn về cái đoạn trích đất nước. Cái điều đầu tiên ấy, nó chính là cái hoàn cảnh sáng tác.
cái gạch đầu dòng thứ nhất đó chính là cái hoàn cảnh sáng tác. Đoạn Trích Đất Nước thì được sáng tác vào mùa đông năm 1971 tại chiến trường Trị Thiên, và đây là cái thời điểm mà cuộc chiến tranh chống Mỹ đang ở cái hồi quyết liệt. Như vậy chúng ta có thể thấy cái điểm gặp gỡ rất là chung với ba cái tác phẩm là Tây Tiến, là Việt Bắc và là gì các em, là Đất Nước. Thì chúng ta thấy rằng là cả ba cái tác phẩm này thì chúng ta thấy rằng là cái điểm chung nhất của họ đều là những cái tác phẩm được sáng tác và mang hơi thở của cái dấu ấn thực tế, đúng không ạ? Những cái nhà thơ đều đi thẳng vào các cái cuộc chiến tranh, đúng không ạ, của dân tộc ta, những cái vấn đề rất thời đại, được chưa? Và cái vị trí của nó thì nó nằm ở cái chương thứ 5 trong trường ca Mặt Đường và Khát Vọng, đúng không ạ? Cái bản trường ca này thì nó có đến 9 chương và nó nằm ở chương thứ 5. Và đoạn thơ viết theo thể tự do và các cái dòng thơ cũng như những cái mạch cảm xúc thì triển khai rất là tự do, đúng không ạ? Thoải mái nhưng vẫn có một cái suy luận ngầm. Nguyễn Quang Điểm cảm nhận định nghĩa đất nước về nhiều phương diện nhưng vẫn quê về cốt lõi tư tưởng. Đất nước này là đất nước của ai các em? Của nhân dân, đúng không ạ? Và từ đó thì thức tỉnh cái nhận thức của tuổi trẻ đi đến một cái sự lựa chọn quyết định đứng về phía ai các em? Phía nhân dân, phía tổ quốc, đúng không ạ? Chia sẻ vận mệnh và trách nhiệm đấu tranh với giải phóng dân tộc. Và chúng ta thấy rằng là ở đoạn thơ của Nguyễn Khoa Điểm thì sử dụng phong phú các yếu tố của văn hóa này, văn học dân gian với cái tư tưởng của tác phẩm, đúng không ạ? Nếu Việt Bắc nó cũng đậm cái chất dân gian, đậm cái chất dân tộc, đúng không ạ? Thì ở đây cái tác phẩm Đất Nước của Nguyễn Khoa Điểm cũng như vậy. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là ở ba cái tác phẩm đó là Đất Nước, Tây Tiến và Việt Bắc mà chúng ta đã học trong khóa học này thì gần như các cái đặc trưng về nghệ thuật có nhiều điểm gặp gỡ nhau giữa các nhà thơ. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái yếu tố tiếp theo, đó chính là bố cục của cái bài thơ này. Và thầy đã hướng dẫn các em một cái cách mà để các em có thể tự ra cho mình những cái đề văn học, tự ra cho mình những cái đề trong cái bài học, trong cái tác phẩm mà chúng ta đã học. Đó là cái gì? Đó chính là cái việc mà các em quan sát và nhìn nhận vào bố cục của cái tác phẩm đó. Ở đây chúng ta thấy rằng bố cục ở đây có hai phần, phần một từ đầu cho đến làm nên đất nước muôn đời, phần hai là phần còn lại. Vậy thì hai cái phần này nó có cái yếu tố về nội dung như thế nào, đúng không ạ? Cái phần 1 thì chúng ta thấy rằng đất nước được cảm nhận từ nhiều phương diện, đúng không ạ? Văn hóa, phong tục, truyền thống, lịch sử. Và đất nước đã hóa thân trong cái cuộc sống bình dị của mỗi một con người. Cái điều thứ hai đó là chúng ta thấy rằng tác giả đã tập trung và làm nổi bật cái tư tưởng. Tư tưởng này là cái gì? Đất nước này là đất nước của nhân dân, đúng không ạ? Và chính nhân dân là người sáng tạo ra đất nước, lưu truyền và gìn giữ các giá trị của đất nước. Em hiểu chưa? Như vậy khi mà nắm bắt được cái nội dung của cái từng phần này thì chúng ta thấy rằng là khi đi vào nếu có những cái đề ra về phần 1 ta cũng làm được, nếu có những cái đề ra về phần 2 ta cũng làm được. Vì sao vậy? Vì ta đã hiểu cái nội dung của cái phần đấy là gì rồi, đúng không ạ? Hoặc là họ có thể lấy một cái bố cục nhỏ trong cả một cái bố cục lớn, tức là một cái phần nhỏ có thể 8 câu, 10 câu, 12 câu, 16 câu trong cái phần 1 này hoặc là trong cái phần 2 này, thì các em vẫn thể hiểu được cái cảm hứng chủ đạo, cái nội dung chủ đạo bao trùm lên mỗi cái phần đấy là như thế nào để chúng ta có thể có được cái giá trị tốt, đúng không ạ? Có một cái bài viết tốt. Cái điều tiếp theo chúng ta có thể tìm hiểu ở đây, thầy luôn luôn như vậy, đúng không ạ? Với mỗi tác phẩm nào thầy phải đều đưa ra cho các em những cái giá trị chính về mặt nội dung và những cái giá trị chính về mặt nghệ thuật. Thì ở đây nội dung ấy, cái thứ nhất đó là cái định nghĩa về đất nước rất là nhỏ bé, giản dị, thân thương, đúng không ạ? Nhưng lại lớn lao, cao đẹp và thiêng liêng. Đấy. Cái thứ hai đó là khẳng định đất nước của nhân dân trên ba phương diện. Đó là cái gì? Chiều dài lịch sử, đúng không ạ? Do nhân dân bảo vệ và giữ gìn, đúng không? Chiều rộng của không gian địa lý do nhân dân như thế nào các em? Mở mang và xây dựng. Cái thứ ba đó là gì các em? Chiều sâu của phong tục, văn hóa, lối sống mang nét đẹp của nhân dân. Như vậy ở đây nó lại có hai cái đề mới, đúng không ạ? Hai cái đề mới. Một là cái đề gì các em? Một cái định nghĩa mới, một quan niệm mới về đất nước, đúng chưa ạ? Hay là một cái đề thứ hai nó rõ hơn, nó sâu hơn, đó là gì ạ? Quan niệm, cái tư tưởng đất nước là của nhân dân, bởi vì đến thời của Nguyễn Khoa Điểm thì ông đã làm mới cái tư tưởng này, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái tư tưởng đất nước của nhân dân là một trong những căn cốt chủ đạo của cái bài đất nước này, được chưa ạ? Rồi, còn về nghệ thuật thì chúng ta thấy rồi, nghệ thuật là cánh, là cái gì các em? Là cái thuyền để chuyên chở nội dung, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy rằng để thể hiện một cái nội dung mà nó có tính linh động như thế này thì luôn luôn các nhà thơ thường chọn cái thể thơ gì các em? Thể thơ tự do, đúng không ạ? Để cho chúng ta thấy rằng là nó được thoải mái về mặt cảm xúc, thoải mái để gì ạ? Để chuyển trở được cái nội dung. Cái thứ hai là chúng ta thấy hình ảnh và cái ngôn ngữ ở trong này thì rất là gần gũi, rất là quen thuộc, được chưa? Và cái màu sắc văn hóa ở đây, màu sắc văn hóa dân gian thì rất là đậm nét,
Được chưa ạ? Và nó kết cấu theo cái lối trò chuyện tâm tình để truyền tải cái nội dung của tâm lý. Được chưa? Cái thứ ba là chất trữ tình nó rất là thiết tha, chất chính luận thì rất là gì ạ? Rất là sâu sắc. Như vậy các em có thể thấy hai yếu tố nội dung và nghệ thuật nó được thể hiện rất rõ ràng ở đây rồi. Chưa vội đi tìm hiểu sâu về tác phẩm mà các em phải nắm được một cách rất là vững vàng về các yếu tố nội dung và nghệ thuật. Qua đó khi mà gặp bất kể cái đề nào thì chúng ta đều hiểu được cái căn cốt chính rồi, thì chúng ta không có cái khó khăn khi mà tiếp cận nữa. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vào cái phần 2, đó chính là cái nội dung của tác phẩm. Được chưa? Nội dung của tác phẩm. Cái đầu tiên ý, đó chính là cái cảm nhận của tác giả về đất nước. Đúng không ạ? Phần thứ nhất đó là lý giải cội nguồn của đất nước. Đất nước đã có từ lâu đời với nhiều cái giá trị được lưu giữ hóa thân trong cuộc sống của mỗi một gia đình. Nếu học cái bài đất nước này ấy, cho nó hay, cho nó sâu sắc và cho nó chi tiết thì các em sẽ lý giải được những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống của các em. Thì ra trong mỗi cái tướng đi, tướng đứng, cách ăn, cách nói, cách nghỉ, cách ăn mặc thì tất cả đều là văn hóa, đều là phong tục, đều là tập quán của con người Việt Nam. Đúng không ạ? Và thầy hay nói với các bạn rằng là gì ạ? Chúng ta học bài đất nước và chúng ta đang đi tìm cái hình bóng, đúng không ạ? Cái căn cốt của chính bản thân mình đấy. Đúng không ạ? Đầu tiên đó là lý giải cội nguồn, đúng không ạ? Thì ở đây thầy đang nói lại với các em về cái mặt đề tài. Đất nước là cái nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca và nghệ thuật. Mỗi một nhà thơ đều có những cái cảm nhận riêng về đất nước. Bởi thế mà đất nước tổ quốc của chúng ta thì hiện lên muôn màu muôn vẻ, đúng không ạ? Nhưng cái khác, cái đất nước của Nguyễn Khoa Điềm nó có một cái điều gì nó đặc biệt không vậy? Ở đây chúng ta thấy này, đúng không ạ? Nếu như các nhà thơ cùng thời thường chọn điểm nhìn đất nước bởi những cái hình ảnh như thế nào các em? Rất là kỳ vĩ, rất là mỹ lệ, hay nó là cảm hứng về lịch sử với các triều đại, thì Nguyễn Khoa Điềm lại chọn điểm nhìn rất là gần gũi, quen thuộc, bình dị để miêu tả với ai các em? Miêu tả về đất nước, đúng không ạ? Đến với bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm thì chúng ta thấy rằng là ta nhân đứng trước là gì các em? Muôn màu văn hóa, truyền thống, phong tục, đúng không ạ? Đấy, tươi đẹp vô ngần, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đó là cái điều mới. Rất là Nguyễn Khoa Điềm đưa đến những cái góc nhìn rất là cụ thể, rất là chi tiết, đúng không ạ? Không nói những cái chung chung nữa, không nói những cái trừu tượng nữa, những cái lớn lao phi thường nữa. Được chưa ạ? Đấy. Nhưng nói như thế thì cũng không có nghĩa rằng là gì các em, cũng không có nghĩa nói rằng là những cái điều Nguyễn Khoa Điềm nói không phải là những điều cao cả, không phải là những điều lớn lao. Ở đây là những điều lớn lao cao cả, những được gì ạ? Được thể hiện qua những cái hình ảnh, những cái chi tiết bình dị đời thường. Ở đây chúng ta thấy rằng là Nguyễn Khoa Điềm ấy đã giải thích đất nước, cái cội nguồn của đất nước bằng một câu rất giản dị thôi. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Có giản dị không các em? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng đất nước được hiểu là nơi cư trú của một cộng đồng, một dân tộc có cương vực và lãnh thổ riêng, có sự gắn bó về văn hóa, phong tục, có ngôn ngữ và truyền thống lịch sử lâu đời. Như vậy trong đoạn mở đầu cái chương thơ của đất nước ấy, thì Nguyễn Khoa Điềm đã đưa tới cho người đọc một cái cách cảm nhận rất là mới về đất nước trong mối quan hệ với cuộc sống của nhân dân. Đúng không ạ? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi, gọi tên như thế để chứng tỏ rằng là gì ạ? Đất nước của chúng ta có chủ quyền, có lãnh thổ, đúng không ạ? Cái danh từ đất nước được tác giả viết như thế nào các em? Viết hoa, nó tạo cái cảm giác thiêng liêng và kính trọng, bất kể một cái gì cũng thế. Như vậy ở đây chính là dụng ý nghệ thuật nhưng để khẳng định nội dung, đúng không ạ? Ba chữ đã có rồi, nó là cái gì các em? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Như vậy nó chính là lời khẳng định về cái sự trường tồn của đất nước với truyền thống lịch sử phát triển lâu đời, đúng không ạ? Cứ mỗi người sinh ra lại được đất nước bao bọc, nuôi dưỡng, chở che. Đất nước đã đến với ta qua những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Ngày xưa mẹ kể, dấu vân viết cổ tích là những giấc mộng ngày xưa, đúng không em? Đấy, nhưng nó vẫn đem tới cho chúng ta cái niềm tin về cái sự chiến thắng của chính nghĩa và lẽ phải. Như vậy ở đây chỉ qua một câu thơ rất bình dị, nó như một cái lời ru, như một cái lời khuyên của một cái người mẹ dạy một đứa con thơ, đúng không ạ? Hay như một cái tưởng tượng nó giống như một cái lời tâm sự hay lời tâm tình của những người bạn nhỏ ấy. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi đấy, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là một cái lối nói bình dị ngay từ đầu tiên, đúng không ạ? Ngay từ khi khẳng định chủ đề, được chưa ạ? Mà chúng ta thấy rằng nó đất nước ấy nó không chỉ có trong cái tiềm thức và cái ký ức ngày xưa mà còn xuất hiện trong cả những cái hình ảnh rất gần gũi, đúng không ạ? Bình dị thân quen hàng ngày. Đất nước có trong những cái ngày xưa,
mẹ thường hay kể. Như vậy các em thấy cái câu thơ này, cái biên độ câu thơ của bài này nó có dài không ạ? Một cái câu thơ rất là dài về mặt số tiếng trong một cái câu, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta thấy rằng tác giả cho rằng đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa ấy, nghĩa là đất nước có từ lâu rồi, đúng không ạ? Có từ lâu rồi, có từ ngày xưa đấy. Và đất nước có từ trước khi những cái câu chuyện cổ tích đã ra đời, rồi khi những câu chuyện cổ tích có mặt trong đời sống văn hóa, trong cái tâm hồn của ta, thì lại càng thấy rằng là gì ạ? Đất nước hiện diện trong chuyện cổ tích, đó là đất nước của một nền văn học dân gian đặc sắc với tất cả những cái câu chuyện truyền thuyết cổ tích thần thoại. Và chính những cái câu chuyện cổ xưa và những cái bài hát thuở ta còn nằm nôi ý, nó là nguồn chữa chăm bẫm của chúng ta khôn lớn cho cái chân, cái thiện, cái mỹ và lớn lên để ta biết yêu đất nước, yêu con người. Như vậy gợi cái câu chuyện ra là gì ạ? Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể, nó gợi lên cái gì ạ? Gợi lên cái gì các em? Cái chính nghĩa, cái lẽ phải, đúng không ạ? Và chúng ta từ đó thì tất cả những cái gì, ký ức của chúng ta, cái hoài niệm của chúng ta, nó được gọi lại. Cái khéo léo của Nguyễn Khoa Điểm là như vậy, chỉ qua một câu thơ thôi nhưng lại gọi được cả một cái miền ký ức của chúng ta. Ai trong chúng ta từ xưa đến nay đều được lớn lên trong cái gì các em? Trong một cái nguồn sữa ngọt mát. Cái nguồn sữa đó nó được làm nên một chất liệu của những câu chuyện cổ tích, đúng không ạ? Đấy. Như vậy tác giả Nguyễn Khoa Điểm đã đưa ra những cái giải thích nó rất là bình dị, rất là thân thuộc về cái đất nước, đúng không ạ? Về định nghĩa của đất nước. Mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái ý nghĩa của chuyện cổ tích đối với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam ta thì vô cùng quan trọng. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Gia đã từng xúc động mà viết nên: "Tôi yêu chuyện cổ nước tôi vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng gần." Đó chính là câu chuyện của ai ạ? Trong cái bài thơ Chuyện cổ tích nước mình, Lâm Thị Mỹ Gia đã từng viết như thế. Đúng ạ. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là ở đây tất cả những câu chuyện cổ tích đó nó đã gợi lại cho chúng ta tất cả những cái căn tính tốt đẹp của người Việt Nam ta, những cái truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam ta, đúng không ạ? Đấy, có cái hình ảnh nào tuyệt vời hơn về tình mẫu tử khi một người mẹ ngồi ru đứa con ở bên cái chiếc nôi nhỏ của mình trong một cái trưa hè với tiếng gọi ầu ơ, đúng không ạ? Với tiếng gọi ầu ơ, với những cái nghĩa cử cao đẹp, đúng không ạ? Với trao truyền cái phẩm chất, đúng không ạ? Để cuối cùng hướng tới cái chân, cái thiện, cái vĩ, đúng không ạ? Trong cái căn cốt ở hiền thì sẽ gì các em? Thì sẽ gặp lành. Được chưa? Như vậy chúng ta có thể tìm hiểu tiếp này. Xem là tác giả lại lý giải là gì các em? Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Như vậy đó là gợi nhớ cái gì các em? Cái phong tục ăn trầu của người Việt, đúng không ạ? Câu thơ gợi nhớ về cái câu chuyện cổ tích. Câu chuyện cổ tích gì các em? Sự tích trầu cau. Và nó được xem là cái câu chuyện xưa nhất trong những câu chuyện cổ tích, đúng không ạ? Bởi vì cái tục ăn trầu cũng là từ cái câu chuyện cổ tích này mà ra, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thấm đẫm vào trong miếng trầu dung dị ấy là 4.000 năm với biết bao nhiêu phong tục. 4.000 năm dân ta còn giữ gìn cái tục ăn trầu, đúng không ạ? Chừng nào chúng ta còn giữ gìn được cái văn hóa thì chừng đấy chúng ta còn giữ gìn được chủ quyền và lãnh thổ, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là tự hào khi mà chúng ta thấy gì ạ? Những cái người con gái Việt Nam ấy thì mang trong mình cái hình ảnh cái chiếc áo dài, đúng không ạ? Và sang tận trời Âu, sang tận tất cả những cái đất nước năm châu bốn biển, đi năm châu bốn biển, và cứ khi nào có một cái dịp gì đấy trọng đại và họ khoác lên trên mình cái quốc phục, đó chính là cái chiếc gì các em? Chiếc áo dài Việt Nam. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Miếng trầu là biểu tượng của, không chỉ như vậy, miếng trầu còn là biểu tượng của cái tình yêu của vật chứng trao cho đôi lứa, và cũng là biểu tượng tâm linh của người Việt, đúng không ạ? Hình ảnh miếng trầu thì tượng trưng cho cái phong tục tập quán đẹp của người Việt, đó là miếng trầu của lòng hiếu khách, miếng trầu của đầu là đầu gì các em? Là đầu câu chuyện, đúng không ạ? Rồi miếng trầu của gì ạ? Nên dâu nhà người, nó thể hiện cái tình cảm son sắt của đôi phu thê, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta thấy rằng là trong những cái đám cưới ấy, của người Việt Nam ấy thì bao giờ cũng thế, có cái mở lời với nhau, đúng không ạ? Đó gì ạ? Có cái gì ạ? Đĩa cau ngọn trầu, đúng không ạ? Khơi cau ngọn trầu. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng nó là cái biểu tượng của tất cả những cái gì thiêng liêng nhất, tốt đẹp nhất. Đó là miếng trầu của lòng hiếu khách, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu nên dâu nhà người, đúng không ạ? Và nó là miếng trầu thể hiện cái tình cảm sắt son của đôi phu thê. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, cau khô ăn với trầu vàng xứng không? Như vậy đó là cái gì ạ? Nó gợi một cái gì thôi các em? Chỉ một cái hình ảnh thôi, một cái miếng cau thôi, đấy, miếng trầu thôi,
Nhưng mà chúng ta thấy rằng gợi lên tất cả cái truyền thống của cả một cái dân tộc, cái sự thủy chung son sắt của người Việt Nam, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là nếu như trước đây Lý Thường Kiệt từng dùng cái chữ đế cư trong cái bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đấy, thiên thư để thiêng liêng hóa đất nước, thì Nguyễn Khoa Điềm lại gây bất ngờ với cái cách viết đầy bình dị và tình nghĩa. Cùng với thời gian, đất nước lớn lên với truyền thống đánh giặc. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre và đánh giặc. Như vậy chúng ta thấy rằng gì ạ? Ở đây thì cho tôi thấy là công thơ gợi nhớ tới cái truyền thống gì các em? Nói đến cây tre, đó chính là nói đến thánh gióng, nói đến một cái chàng trai phủ độc thiên vương. Nhổ tre là ngà mà đánh giặc, gợi đến sự khỏe khoắn của tuổi trẻ Việt Nam kiên cường bất khuất. Như vậy trong một câu thơ mà gọi dậy cả cái gì các em? Cả cái quá khứ, cả hiện tại và cả những khát vọng về một Việt Nam trong tương lai. Đúng không ạ? Ta như thuở xưa thần phù đồng, vụt lớn lên đánh đuổi giặc Ân. Sức nhân dân khỏe như ngựa sắt, chỉ căm thù ta rèn thành sắt roi, thành roi. Thành rèn thép thành roi, lửa chiến đấu ta phun và mặt lũ sắt nhân cướp nước hại nòi. Như vậy tôi đã từng viết như thế về thánh gióng. Còn đến đây với Khoa Điểm lại ngược lại, đưa một hình ảnh rất dung dị, lấy cái chi tiết để nói đến cái tổng thể, đúng không ạ? Lấy một hình ảnh mà khơi gợi được cả quá khứ, hiện tại và tương lai để khắc họa lên cái tầm vóc của giống nòi nhân dân ta, đúng không ạ? Đấy, và cái câu thơ ấy nó cũng khẳng định rằng với cái truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, cái truyền thống đánh giặc đã đi suốt chặng đường dài của lịch sử dân tộc mãi mãi để có thể đến hôm nay, đúng không ạ? Để đến hôm nay trong cái thời đại chống Mỹ, chúng ta đặt nó vào cái hoàn cảnh của sáng tác của bài thơ, đúng không ạ? Với bao tấm gương tuổi trẻ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ giống nòi, đã có những Võ Thị Sáu, những Trần Văn Ơn đã hy sinh, đã ra đi mãi mãi để bảo vệ cho cái sự độc lập của dân tộc ta. Như vậy chúng ta thấy cái vẻ đẹp ấy nó song hành với cái hình ảnh cây tre Việt Nam, cái cây tre hồn hậu trên con đường mỗi làng quê, đúng không ạ? Cái cây tre nó ẩn chứa những cái phẩm chất cao quý của con người Việt Nam, đúng không ạ? Và đó là cái tấm lòng thủy chung, đó là sự thật thà, chất phác, yêu chuộng hòa bình, nhưng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Giặc đến nhà thì đàn bà cũng gì các em? Đàn bà cũng đánh. Và trong cái thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến ấy, thì Bác Hồ đã từng nói là gì ạ? Chúng ta sử dụng, thậm chí không có vũ khí, sử dụng từ những cái gì ạ? Gậy gộc, giáo mác, từ những cái gì ạ? Những cái vũ khí bình dị, không che, không chỉ là người bạn, đúng không ạ? Trong cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ? Không chỉ là nguồn sống, không chỉ là cái công cụ lao động, mà tre còn sẵn sàng trở thành cái gì các em? Trở thành cái công cụ chiến đấu để gì ạ? Để đòi lại cái công bằng, đòi lại cái chủ quyền, đòi lại cái chính nghĩa cho dân tộc Việt Nam ta trong những hoàn cảnh đầy lịch sử của dân tộc, được chưa? Đầy trọng đại của dân tộc trong lịch sử. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Tre đứng thẳng hiên ngang bất khuất và cùng đồng hành lớn lên và góp sức cùng nhân dân trong một cái công cuộc gì ạ? Một cây trông cũng tiến công giặc Mỹ. Bởi vì sao các em? Bởi vì trong bài tre Việt Nam ấy thì Nguyễn Duy cũng đã khẳng định rằng là gì ạ? Nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã thẳng như trông lạ thường. Lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc che nhường cho con. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là khi mà tác giả Nguyễn Khoa Điềm ấy đã gợi ra cái vẻ đẹp của con người Việt Nam, gợi cây tre, thì nó vừa nói đến cái gì ạ? Cái hình ảnh bình dị, nhưng nó cũng nói đến cái phẩm chất cao quý, đúng không ạ? Gợi ra cả cái câu chuyện thánh gióng trong cái hình ảnh, trong cái dáng vóc của dân tộc ta, gợi đến cả một cuộc chiến đấu trường kỳ của dân tộc ta, suốt nghìn năm bắc cuộc, suốt cuộc kháng chiến chống chiến tranh chống gì ạ? Chống Pháp rồi đến chống Mỹ, đúng không ạ? Người Việt Nam ta từ khi ra đời đã phải gì ạ? Phải làm quen với cái việc là gì ạ? Chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Đó là một cái truyền thống rất là đẹp của người Việt, đúng không ạ? Truyền thống đánh giặc, truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và không chỉ vậy, Nguyễn Khoa Điềm lại tiếp tục gợi ra cái vẻ đẹp thuần phong mỹ tục của người Việt. Tóc mẹ thì mới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo, cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, say giá dần sàng. Như vậy đó là một cái vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam. Không ai khác ấy mà. Không ai khác, mà nó chính là người mẹ với phong tục là gì các em? Búi tóc sau đầu. Họ buộc cái mái tóc thành búi sau gáy để tạo cho người phụ nữ vừa là một cái vẻ đẹp như thế nào? Thanh lịch, nữ tính, thuần hậu rất riêng. Và chúng ta thấy rằng là gì? Cái nét đẹp ấy nó gợi nhớ đến câu ca dao là gì ạ? Tóc ngang lưng vừa chừng em mới, để chi dài cho rối lòng anh.
Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nó không chỉ, nó là một, thực ra nó là một cái thói quen đấy mà. Thói quen là gì ạ? Phải bối sau đầu để, bởi vì người Việt Nam của chúng ta thì quen với cái cuộc sống lao động hàng ngày, đúng không ạ? Với cái câu chuyện trồng lúa, lao động nông nghiệp nông thôn hàng ngày. Thế thì chúng ta phải búi tóc để cho nó gọn gàng, để lao động được, đúng không ạ? Nó không bị vướng víu. Nhưng mà khi mà cái hình ảnh búi tóc đấy thì vô tình đã tạo nên một cái nét nữ tính, một cái sự thuần hậu riêng của người Việt. Nhớ đến những người phụ nữ Việt Nam thì bao giờ cũng nhớ đến những cái búi tóc búi sau đầu, được chưa ạ? Đấy. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là đó là một cái sự khéo léo của Nguyễn Khoa Điểm, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là ở đây Nguyễn Khoa Điểm đã đưa tới một cái hình ảnh mới, đúng không ạ? Đấy, đó là cái vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam. Và Nguyễn Khoa Điểm đã tiếp tục gắn cái dòng suy tưởng đến con người ngàn đời cũ chú lao động chiến đấu trên mảnh đất Việt để giữ gìn và tôn tạo cái mảnh đất thân yêu. Trên mảnh đất ấy, cái đạo lý của ân nghĩa thủy chung từ lâu từ lâu đã tạo thành cái truyền thống ngàn đời của dân tộc. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái câu thơ đấy nó khiến cho chúng ta gợi tới một cái câu ca dao rất là tươi đẹp, đúng không ạ? Của người Việt Nam ta. Một cái câu ca dao rất là nghĩa tình, đúng không ạ? Tay bưng đĩa muối chén gừng, đúng không ạ? Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Gừng thì phải là gừng già, gừng cay. Mà muối thì phải là muối gì các em? Muối mặn. Bởi vì những cái đó nó là minh chứng cho cái sự thủy chung, cho cái sự son sắt, đúng ạ, của người Việt Nam ta, đúng ạ. Cái thành ngữ gừng cay muối mặn ấy thì được Nguyễn Khoa Điểm vận dụng một cách tinh tế và đặc sắc trong một cái câu thơ rất đối nhẹ nhàng và thấm đượm biết bao nhiêu ân tình. Nó gợi lên cái sự thủy chung ở đời của con người Việt ta. Gừng càng già thì càng cay, muối càng lâu năm thì càng mặn. Con người sống với nhau lâu năm thì tình nghĩa như thế nào các em? Càng trở nên gì các em? Đong đầy hơn, đúng ạ. Đó, nó là một cái truyền thống rất là tốt đẹp của người Việt Nam. Cái kèo, cái cột thành tên. Như vậy chúng ta thấy rằng đất nước được gợi ra bởi cái phong tục làm nhà gì các em? Làm nhà cổ của người Việt. Đó là cái tục sử dụng gì? Kèo cột răng giữ vào nhau làm cho ngôi nhà gì các em? Vững chãi, bền chặt, tránh được gió, mưa, giông bão. Như vậy chúng ta thấy rằng từ đó cái phong tục đặt tên con là gì? Cái kèo, cái cột cũng đã gì ạ? Đã ra đời, đúng không ạ? Và hơn thế, cái ngôi nhà còn là cái chỗ sự bình yên của mỗi người dân Việt Nam, là cái nơi tụ họp sau những ngày làm việc và mệt mỏi và ăn cái bữa cơm sum vầy hạnh phúc. Có lẽ gọi cái kèo, cái cột. Chúng ta thấy rằng là cái người Việt Nam của chúng ta thì rất là khéo léo, đúng không ạ? Và có những cái ngôi nhà gỗ mà được dựng hoàn toàn không bằng một cái đinh sắt nào cả. Các em thấy không ạ? Tất cả như thế nó cứ đan cài vào nhau, nó quấn quýt vào nhau. Và ngôi nhà không chỉ được dựng bằng gỗ, bằng ngói, mà còn bằng được còn gì ạ? Còn quyện bởi cái gì? Quyện bởi cái tình yêu thương. Cứ nghĩ đến cái nhà thôi là tất cả những tình cảm, tất cả những yêu thương đều trở về. Đúng ạ? Chứ thấy gần đây có bộ phim là gì? Về nhà đi con, chỉ cần gọi như thế thôi là tất cả những cái hình ảnh, những cái sự yêu thương, những cái tình cảm trong con người, trong trái tim thì nó được hiện lên, đúng chưa? Tất thảy những điều đó được gọi tên, đúng không? Đấy, cái kèo, cái cột thành tên, đúng không ạ? Thành tên ở đây có nghĩa là gì? Cái tục gọi tên con là cái gì ạ? Cái kèo, cái cột, được chưa? Đó, để gợi đến cái sự vững chắc, gợi đến cái sự bình yên, gợi đến hy vọng của một cái tổ ấm như thế nào các em? Gợi đến cái hy vọng về một cái tương lai. Đấy, có cái khát vọng của người Việt Nam ta thời xưa nó đơn giản lắm, chỉ là một cái cuộc sống đủ ăn đủ mặc, một cái cuộc sống sung túc trong cái văn hóa, cái tín ngưỡng phồn thực của người Việt. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp theo. Đất nước còn được hiện diện lên bởi cái truyền thống lao động cần cù, chịu thương chịu khó, hạt gạo phải một nắng hai sương xay giã dần sàng, đúng không ạ? Thành ngữ một nắng hai sương gợi đến cái sự cần cù, cái sự chăm chỉ của cha ông ta từ những cái ngày long đong lật đật trong đời sống nông nghiệp lạc hậu, đúng không ạ? Đó là một cái truyền thống đạo lý cần cù, chịu thương chịu khó, đúng không? Người Việt Nam ta trải qua 4.000 năm đến bây giờ đều đó là gắn với cái văn hóa gì các em? Văn hóa nông nghiệp, văn hóa lúa nước, đúng không ạ? Với cái tín ngưỡng gì các em? Phồn thực, đúng không ạ? Cái trọng tình, đúng không ạ? Đấy, trọng tình, trọng tĩnh và trọng phụ nữ, đúng không ạ? Tất cả chúng ta thấy nó hiện lên trong một cái câu thơ rất là đặc trưng. Các cái động từ xay giã thần tràng, nó là một cái gì ạ? Quy trình công phu để sản xuất ra lúa gạo, đúng không? Và để làm ra hạt gạo ăn hàng ngày ấy, thì người nông dân phải trải qua biết bao nhiêu nắng sương vất vả để gieo trồng, để chăm sóc, để thu hoạch, để xay giã dần sàng. Và tất cả nó thấm vào trong hạt gạo nhỏ bé ấy là mồ hôi của mẹ, là vị nhọc nhằn của cha, là những của những ai ạ? Của mẹ, của cha, của những người nông dân lao động vất vả, đúng không ạ? Cần lao.
Bởi vậy, ăn hạt gạo dẻo thơm ta luôn ghi nhớ công lao của người làm ra nó. Ca dao của chúng ta thì đã từng khắc họa như thế nào các em? Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Như vậy các em có thấy không ạ? Chỉ qua một cái hạt gạo thôi, một cái từ ngữ thôi mà gợi ra cả một cái quy truyền thống 4.000 năm với lúa nước, đúng không ạ? Đấy, với biết bao nhiêu làng xã đã được hình thành, đúng không ạ? Con người ta tựa lưng vào nhau, đúng không ạ? Để mà gì ạ? Để mà san sẻ cái phần công việc đấy. Và nó đã tạo nên một cái gì ạ? Một cái nét lịch sử, một nét truyền thống. Có biết bao nhiêu lễ hội được ra đời từ cái phong tục này, đúng không ạ? Từ cái truyền thống lúa nước, trồng lúa nước này, đúng không ạ? Ví dụ như lễ thổi cơm mới này, đấy, lễ gạo mới này. Thì từ miền xuôi cho đến miền ngược, đúng không ạ? Từ vùng núi cho đến đồng bằng, ở đâu cũng có những cái tục lệ liên quan đến cây lúa, đúng không ạ? Đến hình ảnh lúa nước, được chưa? Và chúng ta thấy này, cái câu thơ, cái đoạn thơ này ấy, câu thơ cuối trong đoạn thơ là một cái lời khẳng định và về thể hiện cái niềm tự hào, cái tự tôn về hai cái chữ đất nước. Đất nước có từ ngày đó. Nhưng mà ngày đó là ngày nào, đúng không ạ? Liệu có ai biết chắc chắn không? Nhưng có một điều chắc chắn là ngày đó là ngày mà dân ta có phong tục, có tập quán, có văn hóa. Có văn hóa nghĩa là có đất nước. Bác Hồ của chúng ta, một cái con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì đã từng nói trước lúc ra đi là gì ạ? Rằng muốn yêu tổ quốc mình phải yêu những câu hát dân ca. Đó là một lối nói rất bình dị, nhưng bác đã gửi gắm sâu sắc một điều rằng là gì ạ? Dân ca, ca dao là đặc trưng trong văn hóa của Việt Nam, đúng không ạ? Đấy, thế thì gì ạ? Muốn yêu đất nước thì trước hết phải yêu cái văn hóa của dân tộc mình, đúng không ạ? Thật đáng trân trọng biết bao với những cái lời thơ dung dị, ngọt ngào mà Nguyễn Khoa Điểm đã được viết. Thế bây giờ thầy và các em cùng nhau học thì chúng ta sẽ thêm một cái câu là gì ạ? Muốn yêu đất nước trước hết phải học cho kỹ cái bài đất nước của Nguyễn Khoa Điểm, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta kế thừa và phát huy những cái hiểu biết đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là qua cái đoạn thơ đầu tiên này, với cái việc vận dụng khéo léo tất cả những cái chất liệu văn học dân gian như phong tục ăn trầu này, búi tóc truyền thống này, đánh giặc này, cái quy trình sản xuất đất nước này, thì Nguyễn Khoa Điểm quy trình sản xuất nông nghiệp, thì Nguyễn Khoa Điểm đã đưa đến cái cảm nhận đất nước nó như thế nào các em? Thứ nhất là nó có cội nguồn từ xa xưa, có trong chiều sâu của nền văn hóa dân tộc, văn học dân gian và ngay trong cả những cái sự vật giản dị đời thường. Và nhà thơ đã kết hợp thành ngữ dân gian, ca dao tục ngữ, đúng không ạ? Điệp ngữ đất nước được chép lại nhiều lần, viết hoa hai chữ đất nước để thể hiện cái lòng thành kính, cái thiêng liêng, và tất cả tạo nên một cái đoạn thơ như thế của em, đậm đà màu sắc văn hóa của người Việt Nam ta, được chưa? Và chúng ta thấy cái ngôn ngữ, về cái nghệ thuật ấy, thì cái ngôn ngữ cũng rất là mộc mạc giản dị, lời thơ thì nhẹ nhàng, đúng không ạ? Sâu lắng như một cái cuộc trò chuyện tâm tình nhưng vẫn mang đậm cái tính triết lý, đúng không ạ? Cứ qua mỗi cái hình ảnh thơ, mỗi cái chi tiết thôi thì chúng ta thấy gợi ra rất nhiều những cái yếu tố liên quan. Như vậy ở đây là những cái câu thơ, những cái từ ngữ có cái tính gợi rất là nhiều, được chưa? Có cái sắc sự gợi về cái những cái yếu tố liên quan rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang tìm hiểu cái yếu tố thứ hai, đó chính là cái đất nước trong cái phạm trù đó là gắn với một cái không gian địa lý. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là Nguyễn Khoa Điểm đã cảm nhận đất nước ở một cái phương diện mới, đó là mối liên hệ giữa hai thành tố như thế nào em, đất và nước. Cái địa lý này nó được định vị qua đất và nước, tức là tách đôi cái hình ảnh đất nước ra, đúng không ạ? Và được đặt trong không gian và thời gian, nó vừa hiện thực và vừa lãng mạn. Như vậy nó là cụ thể, nó là một cái cụ thể, đất như thế nào, nước như thế nào, đúng không ạ? Đất nước gộp lại với nhau như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Đến đây chúng ta phải gì ạ? Phải mỉm cười một cái thật là nhẹ. Bởi vì sao? Bằng một loạt cấu trúc định nghĩa: đất là, nước là, đất nước là, đất nước là, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có thể xem đây là lối tư duy triết tự, đúng không ạ? Triết tự tức là cụ thể hóa để giải thích cắt nghĩa hai tiếng đất nước bằng tinh thần, đúng không ạ? Bằng cái luận lý như thế nào ạ? Chúng ta thấy rằng là nếu tách đất nước ra làm hai thì đất và nước chỉ có một cái ý nghĩa là mặt không gian để sinh tồn, đúng không ạ? Đấy, về vật chất của con người, nhưng khi hợp thành một danh từ đất nước thì lại mang ý nghĩa tinh thần rất là thiêng liêng. Nó không chỉ cái không gian sinh sống rộng lớn của cả một cộng đồng người thân thiết như anh em một nhà, mà như thế nào các em? Ở đây nó rất là cụ thể ấy, đúng không ạ? Khi đất nước được tách ra thành hai thành tố đất và nước
thì nó gắn liền với những kỷ niệm rất là đáng gì? Đáng yêu, đúng không ạ? Đáng nhớ, thân quen với mỗi một con người, đúng không ạ? Đức là con đường hàng ngày gì em? À, đức là con đường hàng ngày anh lên trường tới những chân trời kiến thức bao la để tự tin làm chủ cái cuộc sống. Nước là dòng sông êm đềm để em tắm mát mỗi ngày, dòng sông trở nặng phù sa làm xanh tốt, ở đây là chữ sa các em nhé, làm xanh tốt những cánh đồng lúa, những bãi mía, những nương rau, đúng không ạ? Không gian nó nhỏ bé, nó gần gũi trong đời sống sinh hoạt của con người, nhưng phải chăng nó gợi cho chúng ta tới những cái giếng làng, những ao hồ, những sông nước ở biết bao nhiêu làng quê Việt Nam? Không có một nơi đâu mà gì ạ, cái sông ngòi nó lại chằng chịt như ở Việt Nam, đúng không ạ? Nó gợi đến tất cả những cái điều đó. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ, những con sông đó, những mảnh đất đó đã để lại trong lòng người biết bao nhiêu thương nhớ. Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi giữ mãi mối tình quê mới mẻ. Đấy, các em thấy không ạ? Như vậy, giải thích đất nước nhưng nó cũng trong những phạm trù rất là chiết tự, rất là cụ thể. Đất là nơi gì? Đất là nơi gì các em? Đây, trong cái đoạn thơ hồi nãy chúng ta tìm hiểu. Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm. Như vậy cái hình ảnh anh đến trường này nó gợi mở cái chân trời, đúng không ạ? Tìm kiếm cái chân trời tri thức. Và nước là nơi em tắm, đó là hình ảnh những cái con sông, đúng không? Những cái bờ suối, những con sông quê rất là thân thương, rất đỗi gần gũi. Đấy chứ ạ? Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là còn khi mà gộp lại hai cái hình ảnh đất nước này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi hai đứa yêu nhau thì đất nước sống trong cái nỗi gì đấy em? Nỗi nhớ thầm của cả hai, đúng không ạ? Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái phần liên hệ này này, đúng không ạ? Chúng ta thấy liên hệ đến một cái, những cái yếu tố hình ảnh cái chiếc khăn này, chúng ta thấy rất là nhiều, gặp rất là nhiều, đúng không ạ? Khăn thương nhớ ai? Khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai? Khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai? Khăn chùi nước mắt. Như vậy ca dao cũng đã lấy cái hình ảnh chiếc khăn để gì ạ? Để hoán dụ cho cái tình yêu, đúng ạ? Vừa là hoán dụ, đúng ạ? Nhưng lại vừa là ẩn dụ, hoán dụ cho hình ảnh của cô gái và ẩn dụ cho cả cái gì các em? À, cả cái tình yêu của lứa đôi. Như vậy hay là gì? Gói một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô gái ngập ngừng sát nhà hàng xóm trong một cái bài thơ rất hay của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có thể thấy cái hình ảnh chiếc khăn đã được Nguyễn Khoa Điểm cụ thể hóa cho cái khái niệm rộng hơn, đó là khái niệm về về đất nước, đúng không ạ? Chiếc khăn tay là biểu tượng cho tình yêu của anh và em, là cái nơi gửi tâm tình ước nguyện, đúng không ạ? Vì thế mà từ một cái khái niệm đất nước rộng lớn chung chung, nhà thơ đã cụ thể hóa qua cái chiếc khăn nhỏ bé để đem tới một ấn tượng thật gần gũi về gì các em? Thật gần gũi về đất nước, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta thấy rằng là gì? Đất nước là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi Bàng. Nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Lại tiếp tục cắt nghĩa ra. Hồi nãy vừa mới hòa quyện thì bây giờ lại cắt nghĩa. Tác giả cảm nhận đất nước trên bình diện gì các em? Không gian địa lý, đất nước đã được cảm nhận một cái không gian mênh mông hơn. Có thể hiểu đó là núi sông, là bờ cõi Bắc Trung Nam một dải, là đất nước rừng vàng biển gì các em? Biển bạc. Cái định nghĩa này, nếu như chúng ta hiểu không kỹ ấy, thì rất nhiều người hiểu sai và cho rằng đó là một cái nhìn nhận không đúng. Và không nên dạy con người ta phải hiểu rằng đất nước của chúng ta là rừng vàng biển bạc. Nhưng thực ra đây là một cái lối nói rất là đẹp, đúng không ạ? Chúng ta thấy trên mảnh đất rộng lớn ấy, biết bao nhiêu thế hệ con người đã tiếp nối nhau quản lý đất nước từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, đúng không ạ? Nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi Bạc, cho đến bờ Thái Bình dương vỡ sóng mênh mang, nơi gì? Nơi con cá ngư ông bóng nước biển khơi. Đó là nơi dân tộc mình đoàn tụ, phát triển, giống nòi và làm ăn sinh sống, tạo nên một non sông gấm Bắc Việt Nam tươi đẹp, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng Nguyễn Khoa Điểm đã rất là tinh tế khi mượn lời dân ca của Bình Trị Thiên để cảm nhận về đất nước với một cái niềm tự hào mà như thế nào em? Vô hạn về một quốc gia có chủ quyền. Như vậy ý thơ gợi nhớ đến cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong văn học nước nhà. Và không hổ là sau này không phải đơn giản và không phải ngẫu nhiên mà sau này người ta gọi gì ạ? Cái bài đất nước của Nguyễn Khoa Điểm nó cũng là một cái bản tuyên ngôn độc lập mới lạ về đất nước, được chưa? Đấy. Sông núi nước Nam vua Nam ở, vầng vặc sắc trời chia xứ sở. Như vậy chúng ta cảm nhận đến cái điều đó, đúng không em? Đấy. Như vậy rất là khéo léo mượn một cái câu ca dao của Bình Trị Thiên để đưa vào đây, nhưng nó toát nghĩa lên toàn bộ để khẳng định rằng đất nước Việt Nam chúng ta có chủ quyền, có bờ cõi ở Bắc Trung Nam, được chưa ạ? Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là
Nguyễn Khoa Điểm đã cảm nhận đất nước không chỉ gắn với cái biên cương lãnh thổ địa lý mà còn gắn với lịch sử. Đất nước được cảm nhận bằng cái chiều sâu trong cái thời gian đằng đẵng, trong cái không gian mênh mông, đúng không ạ? Tác giả đã mang tới trong cái trái tim một cái tình cảm, đúng không ạ? Tự hào về lịch sử dân tộc, đúng không ạ? Ông gợi lại cái huyền sử lung linh. Tại sao lại gọi là huyền sử? Vì nó là huyền thoại rồi, đúng không ạ? Huyền sử lung linh về một cái dòng dõi con chồng cháu tiên của dân làng Việt ta. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, đất là nơi dân mình đoàn tụ, đúng không ạ? Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ, đất là nơi chinh về, nước là nơi rồng ở. Xin lỗi các em, ở đây nó có cái nhảy slide một tí nhá. Đấy, nước là nơi rồng ở, Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ cho đồng bào ta trong bọc trứng. Đó. Như vậy chúng ta thấy ở đây, cái không gian mênh mông nó là kết quả của cả một cái quá trình khai sinh thổ địa của cha ông ta, qua các thời kỳ lịch sử, qua các thế hệ và gửi gắm vào con cháu mai sau, đúng không ạ? Không gian mênh mông có nghĩa nó là một cái không gian như thế nào các em? Trước hết nó không xác định cái đã, được chưa ạ? Trước hết nó không xác định cái đã. Đấy, đất nước là nơi dân mình đoàn tụ, đúng không ạ? Nó gợi ra một cái không gian. Thậm nếu hồi nãy là không gian địa lý thì bây giờ nó là không gian của cái gì? Của tình yêu thương, của sự sung vầy, của hạnh phúc của cả dân tộc ta, đúng không ạ? Đất là nơi chim về, nó gợi ta nhớ đến cái câu thành ngữ dân gian đất lành chim đậu, đúng không ạ? Cái câu chuyện cổ tích sự tích trăm trứng đã ra đời từ lâu đời nhằm lý giải cái nguồn gốc của người Việt, đúng không ạ? Từ cái câu chuyện ấy, nó chúng ta không ai có thể chiết tự được nó có thật hay không, nhưng chúng ta đều có niềm tin. Tại sao chúng ta có niềm tin vậy? Bởi vì chúng ta tự hào mình là con rồng cháu tiên, là con cháu vua Hùng. Làm cái truyền thống gì các em? Là cái sự phối hợp hài hòa, đúng không ạ? Ai ạ? Bố Lạc Long Quân thì từ đâu? Từ biển, từ nước. Mẹ Âu Cơ thì từ đâu ạ? Từ non cao, từ đất, đúng không ạ? Người Việt Nam của chúng ta là cái sự hài hòa của gì? Của những cái tinh túy của đất và nước, đúng không ạ? Và chúng ta từ lâu, từ trong trứng nước thì đã đoàn kết với nhau bởi đồng bào là chung một bọc, chung trứng, chung một nguồn cội, đúng không ạ? Chung một cha một mẹ. Và chúng ta thấy rằng là gì? Và chúng ta thấy rằng qua đó thì đất nước khiến nhân dân trở nên gắn bó trong các mối quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và cả tương lai, đúng không ạ? Trong cả ngay cả cái cội nguồn xuất phát của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là dù mỗi một vùng quê, mỗi một người thì có một vùng quê, một giọng nói khác nhau, nhưng một cái, nhưng chúng ta đều là những cái gì ạ? Những đứa con của mẹ Âu Cơ, được sinh ra từ bọc trong trứng, có chung cội nguồn ruột thịt là gì? Là đồng bào, được chưa ạ? Đó. Và những cái câu thơ tiếp theo ấy, nó là lời nhắc nhở của chúng ta về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Những ai đã khuất, những ai bây giờ yêu nhau và sinh con đẻ cái, gánh vác phần việc người đi gì ạ? Gánh vác phần người đi trước để lại, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy rằng những ai đã khuất là những người đã trong quá khứ, những con người sống giản dị chết bình tâm, những con người có công dựng nước và phát triển gì ạ? Đất nước của chúng ta qua bao nhiêu thế hệ, đúng không ạ? Từ sơ khai cho đến những cái cuộc chiến đấu, rồi đến nghìn năm gì? Nghìn năm Bắc thuộc, rồi trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng ai bây giờ là những người trong hiện tại đang sống, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, đúng không ạ? Chúng ta thấy tất cả đều ý thức sâu sắc về sứ mệnh yêu nhau và sinh con đẻ cái để bảo tồn cái giống nòi của dân tộc Việt, đúng không ạ? Để góp phần to lớn và thiêng liêng vào cái trách nhiệm gì các em? Gánh vác phần người đi trước để lại. Như vậy ở đây các em có hiểu cái yếu tố mà tác giả Nguyễn Khoa Điểm đã nói không ạ? Thực ra cái bản chất trong cái câu này, đúng không ạ? Cái câu mà những ai đã khuất, những ai bây giờ yêu nhau và sinh con đẻ cái, thực ra nó gợi cho chúng ta tới một cái nét văn hóa, một cái tín ngưỡng rất là đẹp của người Việt Nam ta. Đó là tín ngưỡng phồn thực, đúng không ạ? Tín ngưỡng phồn thực nghĩa là gì? Nghĩa là người ta luôn khát vọng hướng tới cái sự sinh sôi nảy nở, đúng không ạ? Sinh sôi nảy nở, vạn vật sinh sôi nảy nở để hướng tới một cái cuộc sống đầy đủ ấm no, đúng không ạ? Và nó cũng có thể coi là một trách nhiệm gìn giữ, đúng không ạ? Và bảo tồn cái giống nòi của người Việt Nam ta. Để làm gì các em? Để gánh vác phần người đi trước để lại. Ở đây ấy, gánh vác người đi trước để lại ấy, thì nó có cả trách nhiệm và nó có cả những cái thành tựu, đúng không ạ? Những cái truyền thống tốt đẹp, đúng không ạ? Mà muốn gánh vác được thì chúng ta phải có thế hệ tương lai và chúng ta phải biết cố gắng, phải biết nỗ lực, phải biết phấn đấu dựng xây, chiến đấu và dựng xây, đúng không ạ? Và chúng ta thấy cái câu thơ ấy,
nó cũng đã vận dụng rất là sáng tạo từ cái câu ca dao. Chúng ta có cái âm điệu gì ạ? Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng mấy? Tháng 3, đúng ạ. Hai cái chữ cúi đầu này, cúi đầu nó đã gợi nên một cái gì các em? Cúi đầu nó đã gợi nên một cái diễn tả cái tư thế thành kính thiêng liêng mà rất đỗi tự hào về cái nguồn gốc của cha ông ta. Cúi đầu để hướng về những cái sứ mệnh, đúng ạ, hướng về cái lịch sử, hướng về biết bao nhiêu thế hệ đã góp cái công sức để dựng xây nên nhà nước Âu Lạc mà nay là đất nước Việt Nam hùng cường, để sánh vai với các cái cường quốc bốn bề năm châu, đúng ạ, dù đi khắp bốn phương trải đầy, đúng không, trải đầy những cái khắp cái cái châu lục này, đúng không ạ, cái thế giới này, nhưng ba miền tổ quốc, đúng không ạ, trong tâm linh của người Việt luôn có một mái nhà chung, có mong ước được đoàn tụ về với quê cha đất tổ vô hùng, đúng không ạ, và đấy là một cái truyền thống rồi, cái máu thịt rồi, đúng không ạ, của dân tộc ta rồi. Và chúng ta thấy này, đấy, trong cái câu mà cái câu thơ vận dụng sáng tạo cái từ này ấy, là trong cái câu mà hàng năm ăn gì làm gì thì phải nhớ đến ngày giỗ tổ đấy, thấy chưa? Đó chính là cái câu thơ mà trong cái phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Đó là chính là những cái câu thơ mà trong cái phần C, đó chính là có cái quan niệm đất nước không ở đâu xa mà là sự kết tinh, cái sự hóa thân trong cuộc sống của mỗi một con người, đúng không ạ? Chúng ta thấy đất nước là một cái khái niệm trừu tượng, nhưng mà trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm ấy thì chúng ta thấy đất nước nó rất là giản dị, bởi nó có trong anh trong em, bởi nó có hiện diện của tiếng nói, của phong tục, của tập quán, của lối sống ông cha, đúng không ạ? Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước chúng ta hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy rằng là trong mỗi chúng ta luôn có một phần đất nước, là vì sao? Là vì sao em? Trong mỗi chúng ta luôn có một phần đất nước là vì sao? Vì đất nước đến với ta có những lời hát câu ca, đúng ạ? Qua những cánh cò, cánh vạc, qua hạt gạo ta ăn, qua ngôi nhà ta ở, đất nước hàm chứa mọi cá nhân, đúng ạ? Nên ai cũng có đất nước trong máu xương của mình. Từ tình yêu đôi lứa, tác giả đã hướng tới cái tình yêu cộng đồng. Cái điều này mới là một cái điều quan trọng, đúng ạ? Từ anh và em, từ hai đứa cầm tay nhau, rồi từ chúng ta đến chúng ta gì? Chúng ta cầm tay mọi người là một cái sự vươn xa khỏi cái tôi cá nhân để hướng tới cái tôi cộng đồng, được chưa? Điểm từ cầm tay như giống như kiểu trong cái bài Việt Bắc thì chúng ta thấy rằng nó là cái gì ạ? Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Nhưng mà trong hình ảnh cầm tay của Nguyễn Khoa Điềm ấy thì chúng ta thấy gì ạ? Là biểu tượng của một cái sự đoàn kết, một cái sự gắn bó giữa mọi người. Các cái tính từ được sử dụng liền nhau này, hài hòa, nồng thắm, vẹn tròn to lớn, nó nhấn mạnh cái sự ấm áp, cái tin cậy và cái sức mạnh đoàn kết, cái tình yêu lứa đôi hòa cùng trong tình yêu đất nước, dân tộc, tổ quốc, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy rằng là qua cả cái đoạn thơ trên thì Nguyễn Khoa Điềm đã gửi tới mọi người cái thông điệp rất là nhân văn, cao đẹp, đó là phải biết hòa cái tình yêu của bản thân, đúng không ạ, tình yêu của đôi lứa vào cái tình yêu của tổ quốc, để gì ạ, đoàn kết dân tộc, để tạo nên cái sức mạnh chiến thắng kẻ thù, đúng không ạ? Bác Hồ chúng ta từng nói gì ạ, cách mạng của chúng ta đã từng cho chúng ta biết là gì ạ, đoàn kết là gì, sức mạnh đoàn kết đại đoàn kết, bởi vì đoàn kết là sức mạnh mà, thành công, đại thành công. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nó là một vấn đề mang tính chính trị nhưng lại được diễn tả qua một lối nói rất là giản dị, rất là gần gũi nên rất dễ đi sâu vào ai các em, đi sâu vào lòng người, đúng không ạ? Đấy. Như vậy chúng ta đã cùng nhau cho thấy rằng là gì ạ? Nguyễn Khoa Điềm đã đưa tới những cái khái niệm rất là dung dị, nhưng mà Nguyễn Khoa Điềm còn hướng tới, hồi nãy là nói đến cái quá khứ, cái hiện tại rồi, nhưng Nguyễn Khoa Điềm còn hướng tới tương lai trên cơ sở của mối quan hệ quá khứ và hiện tại, nhưng lại cũng tiếp tục có một cái hình ảnh đầy giản dị. Nếu hồi nãy là tình yêu đôi lứa, đúng không ạ? Hồi nãy là sự thủy chung của vợ chồng thì bây giờ là gì? Mai này con lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng. Như vậy ở đây là những cái lời nhắn nhủ thiết tha, là niềm mong ước của thế hệ tương lai sẽ mang đất nước đi đâu các em? Đi xa. Cái đi xa ở đây là hướng tới một ngày mai sáng hơn, mơ mộng hơn. Bởi lớp trẻ hôm nay là cái gì? Là chủ nhân của thế hệ ngày mai. Và chúng ta thấy Nguyễn Khoa Điềm đã có câu trả lời cho cái ý thơ này chưa ạ?
Bởi vì người Việt Nam của chúng ta trong những cái thập kỷ qua đã có biết bao nhiêu cá nhân, đúng không? Biết bao nhiêu tập thể được vinh danh trên trường quốc tế, đúng không? Trong nhiều các cái lĩnh vực, từ trí tuệ, đúng không ạ? Cho đến văn học nghệ thuật, văn hóa, đúng không ạ? Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng nó là một cái sự tin tưởng, đúng không ạ? Cái sự lạc quan vào tương lai, và nó cũng là một cái cách nhắc nhở con người ở hiện tại hãy chiến đấu để giành lấy đất nước cho con cháu đời sau. Chúng ta đặt trong bối cảnh lịch sử ở đây, cái bài thơ ra đời ở trong cái thời điểm quyết liệt, đúng không ạ? Thời điểm quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đúng không? Như vậy chúng ta càng thấy cái vai trò của cái việc nhìn nhận vào tương lai, đúng không ạ? Mai này con lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa. Đến ngày tháng mơ mộng, cái từ mơ mộng nó đẹp làm sao, đúng không ạ? Nó cho thấy tất cả những cái khát vọng, những cái mong muốn, mong mỏi của cả một cái thời đại, chứ không chỉ của một cá nhân nào cả, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là tiếp theo đó Nguyễn Khoa Điểm lại nhắn nhủ một cái lời nói rất là tâm tình. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm đến đất nước muôn đời. Đúng ạ. Như vậy chúng ta thấy gì? Đất nước ấy nó không chỉ là cái hữu hình bên ngoài như con đường, dòng sông, ngọn núi, mà còn là cả cái vô hình ở trong trái tim ta. Đúng ạ. Như vậy vừa rồi là chi tiết hóa, là hữu hình hóa, nhưng bây giờ lại là vô hình. Đúng ạ. Đó là di sản văn hóa tinh thần trong để lại. Đất nước là máu xương. Cái máu xương này nó đẹp lắm. Cái hiểu, nếu mà các em hiểu một cái nghĩa nó hình tượng hơn một tí thì nó rất là đẹp. Máu xương này nó vừa là của cha ông đã đổ xuống để dựng xây, đúng không ạ? Hãy đi thật nhẹ trên mỗi tấc đất non sông, bởi vì ở đó có phần máu xương của cha ông ta. Nhưng máu xương này cũng có thể hiểu là cái gì các em? Là những cái linh hồn, là những cái tinh túy mẹ cha trao cho ta trong cái cơ thể này, trong cái hình hài này, và trọn vẹn nó là căn cốt của người Việt Nam. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy lời thơ tuy giản dị nhưng mà đầy cái sự xúc động và thiêng liêng. Được chưa? Đấy. Và chúng ta thấy rằng là cái cách so sánh này ấy, nó không phải là mới mẻ ấy, nhưng mà nó diễn tả rất có hiệu quả cái sự gắn bó giữa tổ quốc với con người. Con người không thể không có máu xương, đúng không ạ? Và cũng không thể tồn tại khi không có ai, không có đất nước. Mỗi một con người luôn được định vị bởi đất nước. Được chưa? Và cái điệp từ, điệp ngữ phải biết ấy, nó nhắc đi nhắc lại như khắc ghi vào trong cái trái tim ta hàng loạt các cái động từ gắn bó, san sẻ, hóa thân, làm gì, làm nên. Nó thôi thúc thế hệ trẻ phải biết yêu thương, chia sẻ với đất nước những lúc thăng trầm, phải biết xả thân hiến dâng cho cuộc đời, cho đất nước, đúng không ạ? Đấy, từ hóa thân ấy nó rất là sâu sắc, và nó sâu sắc hơn cả cái từ gì các em, từ hy sinh. Bởi vì sao? Nếu mà từ hy sinh ấy, nó gợi đến một cái sự kết thúc, đúng không ạ? Kết thúc đẹp, đúng không ạ? Tức là một cái chết đẹp, một cái chết vì lý tưởng, vì một mục đích tốt đẹp. Nhưng cái từ hóa thân, nó gợi đến cái sự bất tử trong cái sự hy sinh đó. Được chưa? Nó vừa nói được ý nghĩa của sự hy sinh. Hy sinh vì đất nước là ta hóa thân được dáng hình của đất nước, cho đất nước trường tồn. Và cái sự hy sinh đó bỗng nhiên trở thành gì ạ? Trở thành bất tử. Chết mà được sống muôn đời. Chết mà được hòa bình tự do muôn đời. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy rằng là đoạn thơ ấy thì nó gợi nhớ đến một cái, những cái câu ca dao rất là thân thiết, rất là gần gũi trong truyền thống của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, nếu là chim gì ạ, những lời ca, những bài hát thân thiết, cái bài hát tự nguyện ấy thì có một cái câu rất là hay, một cái đoạn rất là hay. Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nhìn chung ý, thì Nguyễn Khoa Điểm cũng đi tới cái lối nói về mặt lý tưởng tốt đẹp, cái mục đích hy sinh tốt đẹp. Đất nước là máu thịt thiêng liêng, gần gũi, nên xây dựng đất nước không đơn thuần là nghĩa vụ, là trách nhiệm, mà nó còn là hạnh phúc của mỗi người. Các em thấy không ạ? Cái sự hy sinh ý, nó còn là khát vọng của những cái người con trai thời loạn, đúng không ạ? Quyết tử cho tổ quốc gì? Quyết sinh, đúng không ạ? Tiếng gọi em ơi em ấy, nó khiến lời thơ chính luận bỗng nhiên nó tha thiết, nó ngọt ngào. Nhà thơ nói với gì ạ? Nói với em, nhưng thực chất là nói với tất cả mọi người về tình yêu đất nước. Em ơi em, đúng không ạ? Nó làm cho cái nhịp thơ nó trở nên nhẹ bẫng đi, đúng không ạ? Nó không nặng nề nữa. Nói mình một vấn đề rất lớn, đó là phải biết ơn, phải có trách nhiệm với đất nước này, tổ quốc này, nhưng lại qua một cái cách tổ chức câu nói rất là giản dị, đúng không ạ? Rất là sâu sắc, nhẹ nhàng. Đó. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là
Vừa rồi chúng ta đã đi tìm hiểu trong cái phần một lớn, cái phần đầu tiên của cái bài thơ này, đúng không ạ? Trong những phương diện rất là cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang cái phần 2, một cái phần có thể coi là rất là cốt lõi. Và trong những cái đề thi đại học thì trong đặc biệt là trong các cái đề thi thử trong những năm gần đây thì chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều cái câu hỏi liên quan đến cái yếu tố tư tưởng đất nước là của nhân dân. Bởi vì đây cũng là một trong những cái tư tưởng rất là mới trong cái bài thơ này mà Nguyễn Khoa Điểm đã khắc họa, và nó cũng có thể coi là cái căn cốt của bài đất nước. Đấy chứ ạ. Như vậy tư tưởng đất nước thì nó thể hiện như thế nào? Thì nó thể hiện cái lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã góp cái cuộc đời, góp cái tên tuổi, góp cái số phận để hóa thân vào những cái danh lam, những cái thắng cảnh đất nước trong cái ý hiểu đầu tiên, đúng không ạ? Đây, những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước ngưỡng núi vọng phu, vợ chồng yêu nhau thì góp nên lòn chống gì? Góp nên nhá, góp nên hòn chống mái, góp nên hòn chống mái. Góp ngựa của tánh gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại, 99 con voi góp bình dựng đất tổ hùng vương, những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm, người học trò nghèo góp cho đất nước những núi bút non nghiêng, con cóc con gà quê hương cũng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh, những người dân nào đã góp lên góp tên gì ạ? Ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm. Như vậy chúng ta thấy gì ạ? Đoạn thơ đã khái quát toàn diện những địa danh tiêu biểu của đất nước từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi đến miền ngược. Nếu hồi nãy là một câu ca của Bình Trị Thiên, đúng không ạ? Thì bây giờ là toàn bộ những địa danh rất cụ thể. Trí tuệ dân gian đã dùng những cái hình thức hư cấu, kỳ ảo, huyền hoặc của nghệ thuật để lý giải hình dáng của sông núi. Tác giả cho rằng là gì ạ? Tác giả đã từng trả lời là gì ạ? Cho rằng là gì ạ? Tôi nhắc tới các địa danh là để nhấn mạnh thành quả lao động của mồ hôi nước mắt và khát vọng của các thế hệ nhân dân. Mỗi người một chút chắc chiêu xây dựng để làm nên non sông gấm vóc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng gì ạ? Nhân dân đã làm lũng và làm nên những cánh đồng màu mỡ, những xóm làng trù phú và đông vui. Nhân dân không chỉ lao động, sáng tạo, dựng xây đất nước mà còn tạo nên một đời sống tinh thần cao đẹp. Đó là tình cảm thủy chung, son sắt ghi dấu ở hình ảnh người vợ chờ chồng rồi đến như thế nào em, để hóa đá. Đó là một hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ, người vợ chờ chồng đến hóa đá, những núi vọng phu đấy, đúng không ạ? Đấy, trong cái tác giả Trần Lập là một cái tác giả có những cái bài nhạc rốc rất là gì ạ, rất là hay. Anh cũng có một cái đời sống rất là đẹp, thì anh có một cái bài hát là người đàn bà gì hóa đá, đúng không ạ? Nói những cái câu chuyện một cái người phụ nữ, những cái hòn vọng phu chờ chồng, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy rằng cái tình nghĩa, rồi cái tình nghĩa vợ chồng vượt qua mọi cái thử thách khắc nghiệt của thời gian qua cái hình ảnh gì hòn chống mái, và bây giờ vẫn còn những hình ảnh đó, nó vẫn còn trong cái cuộc sống bây giờ của chúng ta. Đó còn là vẻ đẹp của người anh hùng gióng với chứng tích gì trong ao đầm để lại, đó là quần thể núi non hùng vĩ với 99 con voi bao quanh quần thể núi, nơi đền thờ vua Hùng Ngự Trị ở Phú Thọ, đúng không ạ? Và tất cả nó nhằm nhắc nhở chúng ta một cái công cuộc dựng xây khiến gì ạ? Cái đất nước của cha ông ta trở nên như là một cái gì ạ? Một cái ám huyền thoại vậy, đúng chưa? Một cái miền cổ tích huyễn hoặc, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng tất cả suy cho cùng cũng đều là gì ạ? Bởi vì ở trong Nguyễn Khoa Điểm quá yêu cái tổ quốc này, người dân của chúng ta quá yêu cái đất nước này, nên họ đã gợi ra những cái sự lý giải, đúng không ạ? Vừa huyễn hoặc nhưng lại rất hợp lý, rất thiêng liêng, đúng chưa? Bây giờ chúng ta thấy rằng là không chỉ thế, và Nguyễn Khoa Điểm còn đưa tới, đưa ta về với những vùng đất Quảng Ngãi để chiêm ngưỡng cái núi bút non nghiêng do những người học trò nghèo dựng nên. Đó là biểu tượng cho truyền thống hiếu học ngàn đời của nhân dân. Và không phải ngẫu nhiên mà các cái con vật bình thường như con gà, con cóc, những cái tên dân dã như ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm lại trở thành tên núi thế sông. Và phải chăng Nguyễn Khoa Điểm đã nhìn vào cái cảnh quan thiên nhiên đất nước để gì ạ? Nhận ra cái vai trò to lớn của người dân, hay chính là nhân dân đã ý thức được trách nhiệm của mình đặt tên cho từng cái dòng sông ngọn núi đó, được chưa? Những cái cụm từ góp cho này, góp nên, góp mình, nó làm rõ hơn sắc thái của hành động, cái hiểu chưa? Nó cụ thể hóa cái sắc thái hành động, đúng không ạ? Cái từ cho, từ nên, từ mình, tất cả đều ở trạng thái rất là tự nguyện, được chưa? Đấy là sự ghi nhận công lao của nhân dân đã tôn tạo nên những cái vẻ đẹp văn hóa truyền thống để hôm nay và mai sau con cháu nhìn vào sẽ kính trọng, biết ơn. Đấy chứ ạ? Khái quát lại bức tranh địa lý, nhà thơ đã nâng lên thành triết lý suy tưởng, và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi chẳng mang một dáng hình, một ước ao, một lối sống ông cha. Ôi đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy
những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Như vậy các em thấy không ạ? Nếu hồi nãy là những cái địa danh rất cụ thể thì bây giờ tất cả, đúng không ạ, vượt thoát lên mọi khái niệm, mọi tên gọi, đúng không ạ? Đến đâu các em? Ở đâu? Trên khắp ruộng đồng gò bãi. Tức là không cần một cái địa danh cụ thể, không cần một cái con người cụ thể nào cả. Mà cái gì ạ? Tất cả đều mang một dáng hình, một ước ao và một lối sống ông cha. Như vậy ở đây chính là cái khái quát hóa, cái quan niệm của đất nước. Trong truyền thuyết của dân gian, mỗi một ngọn núi, một con sông đều là hóa thân của một con người, đều in dấu cuộc đời và tâm hồn của cha ông. Chính vì vậy mà bản thân Nguyễn Khoa Điểm cũng đã từng viết về điều đó. Những địa danh trôi từ tùa xa xôi, trôi bằng máu và trôi bằng nước mắt, đã đọng lại thành tên người, tên đất. Như vậy các em thấy không ạ? Tức là vừa chi tiết hóa nhưng lại khái quát hóa nó. Hồi nãy vừa là chi tiết vừa là cụ thể, đúng không ạ? Những Bà Đen, Bà Điểm, Ông Đốc, Bà Đen, đúng ạ? Đấy, những núi Bút Non Nghiên, đúng ạ? Những Hòn Vọng Phu, đúng ạ? Những Hòn Chống Mái. Nhưng tất cả thì bây giờ đã được gì ạ? Mờ nhòa hóa để khái quát lên, đúng ạ? Khái quát lên một cái hình tượng mới, đúng ạ? Để chúng ta thấy rằng là đất nước nó không chỉ hiện diện trong những cái tên gọi, trong những cái chiến tích, trong những cái công lao cụ thể, mà nó được gì ạ? Được bình dị hóa trong những cái hình tượng hàng ngày hàng giờ mà chúng ta gặp. Phải chăng vì thế mà đi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước này thì chúng ta cũng nghe được trong lời ca thầm thì của dòng sông, của đất đất, ngọn cỏ, lá cây, một tiếng gọi rất đỗi gần gũi, rất đỗi thân thương. Đất nước này là đất nước của nhân dân. Chúng ta thấy chính cái tiếng nói ấy, nó đã xóa nhòa cái khoảng cách không gian, kết nối trái tim mọi người trong sự hiểu biết, yêu thương, sẻ chia và quan gắn bó. Được chưa ạ? Như vậy tư tưởng đất nước của nhân dân nó được thể hiện một cách đầy thuyết phục ở không gian địa lý hồi nãy chúng ta tìm hiểu, đúng không ạ? Nhân dân đã góp tên, góp tuổi, góp cuộc đời và thậm chí số phận để tạo nên ruộng đồng gò bãi, núi sông, rừng biển. Và đây là một cái sự ghi nhận, đúng không ạ, sâu sắc cái ân nghĩa của nhân dân. Được chưa ạ? Trong cái quan niệm thứ nhất về địa lý. Được chưa các em? Cái nữa, nhà thơ đã cất tiếng gọi em ơi em để cùng hướng cái nhìn suy tư vào dòng chảy, đúng không ạ, vào dòng chảy của thời gian lịch sử. Hồi nãy là địa lý thôi, bây giờ là thời gian lịch sử, để cảm nhận công sức của nhân dân trong việc dựng xây và bảo vệ đất nước. Em ơi em, hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước. Năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta cần cù làm lụng. Khi có giặc người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, nhiều người đã trở thành anh hùng. Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Chắc có lẽ đọc những cái đoạn thơ này, các em phải có cho mình một cái cảm xúc, đúng không ạ? Một cái sự nhìn nhận thật đúng thì cái bài viết, cái cảm nhận của các em mới có thể hay được và mới có thể có ý nghĩa. Bởi vì học văn suy cho cùng là chúng ta phải ý thức, đúng không ạ? Tôi đã nói với các bạn rồi, học bài đất nước là chúng ta đang đi tìm căn cốt của chính bản thân mình. Mình ở đâu trong cái dòng chảy của dân tộc này? Mình ở đâu trong những công cuộc xây dựng sự chung của gì ạ? Của biết bao nhiêu thế hệ, đúng không ạ? Biết bao nhiêu lớp người, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta có thể thấy này, ở đây chúng ta có thể thấy này, 40 thế kỷ dựng nước và giữ nước, nhân dân chúng ta đã tần tảo, thông minh, anh hùng và sáng tạo để xây dựng và bảo vệ đất nước trường tồn. Khi có chiến tranh, những người con trai ưu tú sẵn sàng chiến trường đi, chẳng tiếc gì các em, chẳng tiếc đời xanh. Chúng ta học rồi trong bài gì ạ? Trong bài Tây Tiến. Trong số đó có những người anh hùng đã hy sinh anh dũng để gì ạ? Tổ quốc bay lên bát ngàn gì ạ? Bát ngát gì ạ? Bát ngát mùa xuân. Còn có những người con gái gì lặng lẽ trở về nuôi cái cùng con để duy trì cái sự sống, bảo tồn cái giống nòi của người Việt. Được chưa ạ? Tuy nhiên khi cần thiết, người phụ nữ tư tưởng mảnh mai, tưởng như là mảnh mai yếu đuối ấy vẫn sẵn sàng gì? Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Đúng không ạ? Chúng ta có những cái hình tượng cụ thể trong lịch sử, đúng không ạ? Chúng ta đã có những cái người phụ nữ mà đáng được tôn vinh như ai? Như Võ Thị Sáu, như hình ảnh của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Đúng không ạ? Tất cả đã vẽ nên cái một cái gì ạ? Một cái đất nước đầy đẹp đẽ và cái tư tưởng đất nước của nhân dân càng được làm rõ hơn. Đúng không ạ? Trải qua những cái cuộc chiến tranh cứu quốc trường kỳ gian khổ, những chàng trai, những cô gái ấy sống trên mảnh thình chữ S đã cần cù làm lụng.
sẵn sàng hiến dâng cái sức trẻ, hiến dâng cả cái cuộc đời để viết lên những cái trang sử hào hùng cho dân tộc. Nhân dân trong quan niệm của Nguyễn Khoan Điềm là những người vô danh, đúng không ạ? Họ gì? Họ sống giản dị, chết bình tâm và xứng đáng là những người anh hùng trong chiến trận mà chúng ta gặp trong đền minh họa rồi. Những người anh hùng bình dị thì nó không phải là những cái tư tưởng gì mới cả. Nó là những cái mà chúng ta đã được học, đã được nghe, đã được sống trong rất nhiều những tác phẩm văn học, đúng không ạ? Đấy, nó không có gì mới lạ, bất ngờ cả. Đấy, thế thì ở đây chúng ta cũng gặp phải cái hình ảnh này, đúng không ạ? Đấy, nhân dân trong quan điểm của Nguyễn Khoan Điềm là những người như thế. Những người con gái, những người con trai, đúng không ạ? Những người rất bình dị. Và chúng ta thấy rằng cái điểm từ họ ấy, nó đã được gặp lại rất là nhiều lần với cách nói họ giữ, họ chuyển, họ gánh, họ đắp. Đấy, nhằm nhấn mạnh cái sự đóng góp tích cực của người nhân dân. Chỉ đơn giản là họ không một ai được gọi tên cả, không một ai được chỉ mặt gọi tên cả. Đấy, tất cả rất bình dị. Họ giữ vật truyền cho ta hạt lúa ta trồng. Họ truyền lửa qua mỗi nhà từ hòn than qua con quý. Họ truyền dòng điều bình cho con tộc nói. Họ gánh tên xá, tên làng trong mỗi chuyến di dân. Họ đắp đập khe bờ cho người sau trồng cây hái trái. Nhưng mà chúng ta thấy người dân ấy nó còn giữ, họ còn gì ạ? Gìn giữ và truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau mọi giá trị về văn hóa, tinh thần và vật chất của đất nước. Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng. Nó vừa là cái gì các em? Vừa là cái kế sinh nhai hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống, đúng không ạ? Nhưng nó cũng là gì ạ? Đằng sau cái câu chuyện hạt lúa, đúng không ạ? Đằng sau cái chuyện gì ạ? Trồng lúa. Đó là cả một cái truyền thống, một cái nền văn minh lúa nước, đúng không ạ? Với cái gì? Với cái tín ngưỡng phồn thực lâu đời trải suốt 4.000 năm của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ? Họ truyền lửa qua mỗi nhà, qua hòn than con cúi. Như vậy chúng ta thấy tất cả những hình ảnh phía sau nó là cái gì ạ? Cái sinh hoạt đời thường, cái văn hóa đời thường, giọng điệu các em này, đúng không ạ? Giọng điệu, tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân. Ở đây thì các em phải hiểu rằng là gì ạ? À, trong thời chiến ấy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải di dân để đảm bảo cái an toàn. Và khi mà di dân ấy thì họ không nhập vào cái làng mới, họ gánh theo cả tên xã, tên làng và sống thành những cái làng quần cư ở phía bên ngoài ấy. Đấy, bên ngoài những cái làng mà có sẵn, em hiểu chưa? Thì họ vẫn gìn giữ những cái nét đẹp văn hóa đó, tất cả những cái truyền thống đó vẫn được vẹn nguyên. Em hiểu chưa? Thế thì cái hình ảnh gánh theo tên xã, tên làng ấy thì nó muốn nói đến cái sự thủy chung của chúng ta để bảo tồn, để gìn giữ cái truyền thống văn hóa. Rồi họ đắp đập đê bờ cho người sau trồng cây hái trái. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nhân dân đã mang tới cái giá trị vật chất, đúng không ạ? Là hạt lúa ta trồng có bao đời nay, là ngọn lửa truyền có bao năm tháng để sưởi ấm gia đình. Các em có biết con cúi là cái gì không ạ? Là họ dùng những cái chất liệu để đốt cháy ấy, và nén thật là chặt. Và nén thật chặt như thế thì để làm gì? Hồi xưa thì cái bật lửa ống diêm nó chưa thông dụng như bây giờ, và họ mồi như thế thì cái ống lửa đó nó cứ cháy âm ỉ và truyền từ nhà này qua nhà khác, và về thì chỉ cần diện phà một cái làn hơi thật là mạnh vào thì nó bốc lửa lên và nó đốt cháy được cái diện cái bếp lửa. Đấy, nhà nào mà tắt lửa thì phải đi mồi từ cái nhà bên cạnh ra, và nó gợi đến cái hình ảnh bếp lửa nó đẹp lắm, đúng ạ? Trong bài Bếp Lửa của Bằng Việt nó là tình ba cháu, đúng ạ? Trong bài Việt Bắc Bếp Lửa là tình quân dân, tình đồng chí, đồng đội, đồng bào. Thế bây giờ qua bài Bếp Lửa của ai, bếp lửa trong đất nước ấy, thì nó còn gọi lên cả một cái gì ạ? Cả một cái truyền thống tương thân tương ái của cả dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa đó nó không chỉ là cái ngọn lửa sưởi ấm cái cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ? Nó không chỉ là ngọn lửa trong ngày đông giá buốt, mà nó còn là ngọn lửa của tình đồng bào, đúng không ạ? Ngọn lửa của những giá trị tri thức văn hóa, đúng không ạ? Ngọn lửa của cái gì ạ? Của lòng yêu nước. Đó, chỉ có một cái hình ảnh thôi mà gợi ra cả một cái gì ạ? Cả một cái miền gì ạ? Miền ký ức, gợi ra cả một cái căn cốt của người Việt Nam ta, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là đó còn là những cái gì ạ? Là ruộng vườn phong phú dồi dào cho con cháu đời sau trồng cây hái trái, đúng không ạ? Và chúng ta thấy nhân dân còn mang đến những cái giá trị tinh thần quý báu, đúng không ạ? Là giọng nói mang theo hồn tiếng sông núi. Chừng nào mà người Việt Nam ta còn giữ được tiếng Việt, còn giữ được cái hơi thở trong cái giọng nói này, đúng không ạ? Giữ được cái âm điệu sâu sắc trong cái giọng nói này. Một ai đó có thể nói rằng là gì ạ? Tôi chỉ cần sống ở Hà Nội 3 năm tôi sẽ là trở thành người Hà Nội. Nhưng không bao giờ bạn trở thành người Hà Nội được, bởi vì trong bạn còn có cái căn cốt của quê hương mình, đúng không ạ? Cái căn cốt đó nó thiêng liêng lắm, đúng không ạ? Bạn là người miền Trung, bạn là người miền Bắc, bạn là người Việt, người miền Nam, thì ở đâu trên đất nước này bạn cũng sẽ có những cái căn cốt riêng. Đó là hơi thở trong cả cái giọng nói của bạn, đúng không ạ? Đấy, giọng điệu ấy mang bóng hình của nhân dân để mang tới những cảm xúc rất thân thương. Lưu Quang Vũ,
một tác giả rất là nổi tiếng của nền văn học hiện đại Việt Nam đã từng nói gì ạ? Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường trong tiếng Việt cùng tôi, như vị muối trong lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Trong chính bài tiếng Việt, Lưu Quang Vũ đã rất tự hào để nói những điều như thế. Các em có thấy không ạ? Như vị muối trong lòng biển mặn, mà biển thì đương nhiên phải có gì? Có muối, đúng không ạ? Như dòng sông mến chảy muôn đời. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì ạ? Tiếng nói ấy nó lưu giữ và thể hiện cái đời sống tâm hồn tinh tế của nhân dân. Bên cạnh đó, những cái con người vô danh bình dị còn để lại cái phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa của quê hương trên mọi nẻo đường. Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân, đúng không ạ? Cái động từ gánh ấy nó thể hiện cái gì các em? Nó làm cho cái tình yêu quê hương đất nước nó trở nên chững lại, nó đong đầy. Gánh là một cái gì đó nó thể hiện một cái trách nhiệm, đúng không ạ? Nó vừa cao cả vừa thiêng liêng, nó vừa nặng nề nhưng mà lại vừa rất là thiêng liêng, đúng không ạ? Nó là trách nhiệm tự phải có với mỗi người Việt khi chào đời rồi, đúng không ạ? Chúng ta đương nhiên phải gánh theo cái gì? Gánh theo tên xã, tên làng, nó cũng là gánh theo cái truyền thống, cái trách nhiệm, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là con rồng cháu tiên, bởi vì chúng ta là gì? Là người Việt Nam. Hai tiếng Việt Nam đó nó thiêng liêng và nó tự hào lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp này. Nhân dân ở đây ấy, và họ còn gì ạ? À? Có một cái điều nữa, đó là những cái người không tiếc máu xương của mình. Máu xương nhá, ở đây không phải là từ Excel. Đấy. Họ sẵn sàng đứng lên để bảo vệ và chiến đấu cho cái tổ quốc này. Có ngoại xâm thì chống giặc ngoại xâm, có nội thù thì vùng lên đánh bại. Như vậy cái cấu trúc hô ứng có thì nó lặp lại hai lần, cùng với các cái động từ chống này, vùng lên này, đánh bại này, nó khiến cho giọng thơ nó trở nên rắn giỏi hơn, đanh thép hơn, mang một cái tinh thần tự nguyện cao cả của nhân dân, được chưa ạ? Theo chiều dài đằng đẵng của thời gian, nhân dân đã cầm trong tay cái ngọn bút của sự sống để làm nên cái bản sắc của người Việt Nam ta. Họ không chỉ là anh hùng chiến trận mà còn là cả anh hùng của gì? Văn hóa dân tộc. Các em thấy không ạ? Những cái đế quốc hùng mạnh như Pháp, như Mỹ, đúng không ạ? Và phải nể sợ trước cái gì ạ? Cái chiến lược chiến tranh du kích của người Việt Nam ta, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta đã không tiếc máu xương sẵn sàng, nhưng mà có lẽ cái vũ khí lớn nhất để người Việt Nam của chúng ta có thể chiến thắng biết bao nhiêu quân thù, có lẽ đó chính là tinh thần đoàn kết. Có lẽ đó chính là cái sứ mệnh người ta xác định rằng là gì ạ? Đã mang trong mình cái dòng máu này, cái hơi thở của con người Việt Nam, thì có giặc ngoại xâm phải vùng lên mà gì? Chống giặc. Có nội thù thì vùng lên mà gì? Mà đánh bại. Đúng ạ? Như vậy chúng ta có thể thấy màu sắc văn học dân gian đã trở thành cái bầu khí quyền bao bọc cả nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Một chữ nào, một cái gì ạ, một cái tín hiệu nghệ thuật nào trong bài thơ cũng đầy ắp cái hơi thở, đúng không ạ? Hơi thở của cái căn cốt người Việt đó. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng tiếp tục Nguyễn Khoa Điểm lại khẳng định một cái lần nữa tư tưởng bao trùm lấy cả tác phẩm, đúng không ạ? Đây, để đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Các em thấy không ạ? Đấy, cái mới trong cách nhìn của Nguyễn Khoa Điểm ấy về đất nước với thơ ca kháng chiến chống Mỹ cùng thời, đó là gì các em? Là tìm đến cái ngọn nguồn văn hóa dân tộc, đến những câu ca dao dân ca đong đầy cảm xúc của nhân dân để đi vào huyền thoại lịch sử của đất nước. Chính nhân dân đã sáng tạo và lưu truyền ca dao thần thoại. Tuy nhiên trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam ấy thì nó rất là phong phú, tác giả rất tinh tế khi lựa chọn ra 3 câu đặc sắc nhất để nói về phương diện quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. Dạy anh biết yêu em từ thùa trong nôi, biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội, biết trùng tre đợi ngày thành gầy, đi trả thù mà không sợ dài lâu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là cái gì ạ? À, đó là cái đời sống tinh thần, đúng không ạ? Đời sống tinh thần. Tùy ý thơ, từ cái ý thơ trong cái câu ca dao yêu thương này các em này. Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc. Gì ạ? Anh ngồi anh du. Nguyễn Khoa Điểm đã khẳng định một cái tình yêu say đắm thủy chung từ ý của câu ca dao đấy. Cầm vàng mà lội qua sông, phàng rơi không tiếc công cầm vàng. Đấy, trong cái từ ý hồi nãy ấy. Đấy. Tác giả đã mặt đường khát vọng đã nhấn mạnh nhân dân này gìn giữ và truyền lại cho đời sau cái quan niệm sống rất là tốt đẹp, là phải biết trân trọng cái công lao, cái tình người, đúng không ạ? Đó, yêu em từ thuở trong nôi, em nằm em khóc,
anh ngồi anh ru, có nghĩa là cái tình yêu nó rất là bền chặt, yêu từ thuở gì các em, từ thuở trong đôi, và chờ cho cô gái này lớn lên để mà gì ạ, mà yêu, cái tình yêu nó kéo dài rất là lâu dài, rất là lâu bền. Thực ra nó là hoãn, vừa là hoãn dụ vừa là ẩn dụ trong cái tình yêu, trong cái thủy chung, đúng không ạ, trong cái sự chân quý đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì, ở cái phương diện thứ ba ấy, thì nhân dân đã dạy ta cái ý chí kiên cường, cái sự bất khuất, cái lòng căm thù và chiến đấu. Câu thơ của Nguyễn Khoa Điểm lại gợi ta nhớ những câu ca dao trong thời kháng chiến, đúng không ạ? Thù này ắt hẳn còn lâu, chồng che thành gậy, gặp đâu đánh què, đúng không ạ? Đó là cái lòng căm thù giặc. Và người Việt Nam của chúng ta ấy, thì có một cái tinh thần là gì ạ? Đánh giặc là một cái cuộc chiến. Chúng ta xác định cái cuộc chiến của chúng ta là một cái cuộc chiến như thế nào các em? Trường kỳ, đúng không ạ? Một cái cuộc chiến trường kỳ, không phải ngày một ngày hai, mà người Việt Nam của chúng ta sẵn sàng sống chung với gì? Sống chung với giặc, đúng không ạ? Cái cụm từ ấy, cái ki mà chúng ta hay gặp trong đời sống hàng ngày, sống chung với lũ, sống chung với giặc, nó cũng là một nét đẹp văn hóa đấy các em ạ. Hiểu hiểu cho sâu cho sắc thì nó cũng là một nét đẹp văn hóa, được chưa ạ? Từ thủa dựng nước, dân tộc ta đã phải đương đầu với biết bao nhiêu thế lực ngoại xâm, hàng nghìn năm bắc thuộc, hàng trăm năm đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và nếu không có cái sự kiên trì, cái bền bỉ và lòng quyết tâm cao độ của nhân dân, thì làm sao mà để đất nước của chúng ta có thể đi qua cái gian khổ khó khăn để toàn thắng được, đúng không ạ? Ở đây Nguyễn Khoa Điểm không chỉ lặp lại nguyên văn những câu ca dao, mà chỉ sử dụng ý và hình ảnh để nói lên cái phẩm chất đẹp đẽ, anh hùng của nhân dân chúng ta, đúng không ạ? Đó là những cái phẩm chất đã được ghi nhận, được chưa ạ? Đã được chuyển lại. Và chúng ta thấy một cái hình ảnh tiếp theo nữa, cái hình ảnh người triều đói chở thuyền vượt thác, đúng không ạ? Chở thuyền vượt thác, cất cao cái tiếng hát, chính là một cái biểu tượng cho sức mạnh của nhân dân. Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu, mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát. Người đến hát khi trèo đò kéo thuyền vượt thác, gợi trăm màu trên trăm dáng sâu xuôi. Như vậy chúng ta có thể thấy là gì các em? À, cái đất nước thì có trăm ngàn núi sông diễm lệ. Mỗi một con sông khi chảy qua một vùng châu thổ thì bao giờ cũng tạo nên một bản sắc văn hóa riêng. Nước ta có nền nông nghiệp lâu gì? Lâu đời người dân cần mẫn chắc chưa từng giọt nhựa sống. Giọt nhựa sống nó là cái ngành hạt gạo chúng ta hồi nãy tìm hiểu rồi. Nó là giọt nhựa sống, đúng ạ? Bởi vì nó nuôi sống cái cuộc sống hàng ngày hàng giờ của người Việt Nam chúng ta. Bởi vì tôi đã từng tâm sự với rất nhiều những cái người ngoại quốc hay là những cái người Việt kiều ấy, thì họ nói rằng là gì ạ? Chúng tôi không thể ăn được bánh mì, chúng tôi không thể ăn được những cái thức ăn của người nước ngoài, bởi vì đã quen với gạo lúa của Việt Nam rồi. Nó là cái thức nuôi sống người Việt Nam của chúng ta 4.000 năm nay rồi, đúng không ạ? Nên nó thiêng liêng lắm chứ, đúng không ạ? Không chỉ thế, nhưng đó là nông nghiệp, nhưng không chỉ thế, sông nước của chúng ta còn đi vào tâm hồn của nhân dân như biểu tượng, như sự sống bồi đắp dân, xây dựng, đúng không ạ? Tích tinh của sự sống cần cù bất diệt. Ở Tây Bắc chúng ta có thể gặp sông Đà, ở miền Trung chúng ta có thể gặp sông Hương, ở Tây Nam Bộ chúng ta có thể gặp gì ạ? Gặp sông nước trong những áng văn của Đoàn Giỏi, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy tất cả những cái hình ảnh đó nó đều là những cái đặc trưng của một cái biểu tượng sức mạnh của người dân Việt Nam, đúng không ạ? Trước Nguyễn Khoa Điểm ấy, thì Phan Bội Châu cũng đã từng có cái quan niệm như thế này các em này: dân là dân nước, nước là nước dân. Tuy nhiên phải đến cái thời thơ ca kháng chiến chống Mỹ thì cái tư tưởng đó mới được nâng lên và nó trở thành một cái cảm hứng nghệ thuật rất là mạnh và sâu sắc, bởi vì nó phù hợp với thời đại. Cái bối cảnh thời đại là người dân của chúng ta đang bị gì ạ? Đang bị xâm lược, đúng không ạ? Và chúng ta phải bảo vệ, kiên quyết để giành lấy cái đất nước này. Nên cái khái niệm, cái tư tưởng đất nước là của nhân dân nó càng vì thế mà được khắc sâu hơn, được nhấn mạnh hơn nữa, đúng không ạ? Nhân dân lam lũ và bình dị lắm, anh hùng và sáng tạo lắm. Họ đã đi suốt thời gian lịch sử để xây dựng nên cái đất nước của chúng ta muôn đời. Họ xứng đáng trở thành tên sông, tên núi và đi cùng năm tháng. Với một cái thể thơ tự do, phóng khoáng, cái ngôn ngữ thì rất là mộc mạc, bình dị, nhưng mà lại có cái màu sắc triết lý, trữ tình. Đấy, dân gian rất đặc sắc. Các em thấy rồi, nghệ thuật là tín hiệu, đúng không ạ? Nó là một cái tín hiệu và nó là cái thuyền để chuyên chở cái dòng chảy của nội dung, đúng không ạ? Mỗi một dụng ý nghệ thuật đó là nội dung. Nên chúng ta gặp ở bài Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh ấy, một bài thơ nói về tình yêu chỉ là 5 chữ, bởi vì để cho nó dễ thay đổi cái mạch trạng thái cảm xúc của tình yêu, đúng không ạ? Chúng ta gặp trong bài Tây Tiến những cái mạch thơ như thế nào ạ? Mạch lẻ 3-2-2, đúng không ạ? Để cho chúng ta thấy rằng cái sự chuyển động rất nhịp nhàng, rất dứt khoát của một cái đoàn quân. Thì ở đây cũng vậy, nói về Nguyễn Khoa Điểm, nói về những cái tư tưởng mới lạ, những câu thơ rất là dài, những câu thơ với thể tự do,
đấy, để nó gợi đến cái sự mộc mạc bình dị nhưng nó cũng giàu cái chất luận sâu sắc trữ tình, đúng không ạ? Đoạn thơ đất nước chúng ta thấy nó đã ngâm lên một cái khúc ca lay động trái tim của lòng người, đúng không ạ? Một cái khúc ca đất nước là của ai? Là của nhân dân. Và nó giống như một cái gì các em? Nó giống như một cái lời ca ấy, một cái khúc hát ru của người mẹ dành cho đứa con của mình để tâm sự, để tỉ tê về cái gì ạ? Về cái nguồn gốc, đúng không ạ? Đấy, về cái cội nguồn đó. Và chúng ta lại thấy cái điều gì các em? Chúng ta lại thấy ở đây toàn cái bài thơ này nó là một cái minh chứng hùng hồn cho cái tư tưởng đất nước là của nhân dân. Như vậy vừa rồi thầy và các em đã cùng nhau đi tìm hiểu cái luận điểm thứ hai trong cái bài thơ này, đó chính là cái luận điểm liên quan đến cái câu chuyện gì ạ? Đất nước là của nhân dân. Đấy, cái tư tưởng đất nước là của nhân dân. Và ở trên slide thì thầy đang chiếu cho các em một số những cái mở bài tham khảo. Đấy, ví dụ ở đây là một cái mở bài tham khảo đó. Và chúng ta có thể lấy những cái mở bài tham khảo này là những cái gọi là gì ạ? Là cái kinh nghiệm các em sẽ được có trong các cái tài liệu mà đi kèm với bài giảng. Và chúng ta thấy những cái mở bài này thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nó có cả cái liên quan những cái phần lý luận văn học ở bên ngoài. Đấy, ví dụ như là gì? Cái quan điểm về đề tài này, cái điểm mới trong bài thơ đất nước đó, vân vân. Rất là nhiều những cái mở bài như thế này. Và các em muốn đạt điểm 8, điểm 9 ấy, thì cái mở bài của các em ngoài đạt đủ 3 yếu tố là gì ạ? Tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận, thì các em nên có thêm những cái phần lý luận văn học hay là những cái phần mở rộng vấn đề để cho chúng ta gì ạ? Cái mở bài của chúng ta nó có cái sự thu hút. Được chưa ạ? Với bài đất nước cũng như vậy. Đương nhiên rồi, với bài đất nước nó là gì? Đề tài đất nước, điểm mới của bài đất nước là gì? Đúng không ạ? Quan điểm tư tưởng là gì ạ? Đất nước là của nhân dân, đúng không ạ? Đấy, và đây là một cái kết bài tham khảo. Chẳng hạn đây là một cái kết bài tham khảo. Kết bài ấy thì nó luôn luôn phải đảm bảo cái gì các em? Nó phải gói được cái vấn đề, nó phải tổng kết được giá trị về nội dung và nghệ thuật. Được chưa ạ? Nhưng nó cũng phải mở rộng được ra vấn đề, đúng không ạ? Đó, và những cái cảm nhận, thậm chí là những cái cảm nhận, những cái liên tưởng của các em về cái bài đó. Tại sao chúng ta không mạnh dạn đưa những cái điều đấy vào? Nếu đưa được những cái điều đấy vào thì chúng ta sẽ có những cái điểm số cao. Được chưa ạ? Và ở đây thì thầy có cho các em một số những cái nhận định rất là hay về cái bài thơ này, đúng không ạ? Và chính Nguyễn Khoa Điềm ấy thì ông đã từng tâm sự và từng viết là gì ạ? Điều may mắn nhất với tôi là được sống trong những tháng năm hào hùng của dân tộc để hiểu nước, hiểu người và hiểu cả mình hơn. Và chúng ta thấy đất nước của Nguyễn Khoa Điềm ấy nó đã sáng tạo ra một cái hình tượng đất nước thân quen và mới lạ trong thi ca Việt Nam. Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa lên một đất nước toàn vẹn là sự thống nhất của lãnh thổ và văn hóa, của lịch sử và sự sống, một đất nước của không gian, tinh thần của người Việt Nam, đúng không ạ? Rồi thì Trần Đình Sử thì đã nói gì ạ? Một đất nước không thể có được bằng bút pháp miêu tả bên ngoài, cho nên tất yếu nhà thơ phải dùng hình thức suy ngẫm, liên tưởng, liệt kê để dần dần đưa người đọc vào trí tưởng tượng của họ, vào ký ức của họ, nhìn đất nước trong chính tâm hồn họ. Đây là cái nhận định rất là hay của Trần Đình Sử. Và chúng ta thấy rằng thực tế Nguyễn Khoa Điềm đã làm được điều đó, bởi vì ông phải yêu, rất yêu cái đất nước này, đúng không ạ? Rất là trân quý, rất hiểu về căn cốt, cái cội nguồn của chính bản thân mình, chính bản thân của ai ạ? Của nhân dân Việt Nam, của con người Việt Nam, thì mới có thể viết ra được cái bài thơ như thế. Hay là Nguyễn Quang Trung trong cái phân tích bình giảng tác phẩm văn học 12 thì đã từng nói như thế nào các em? Những sợi ngang dọc dệt đến hình tượng thơ Nguyễn Khoa Điềm đều sống bằng gì ạ? Đều phản ánh một cái màu sắc đặc biệt của chất liệu văn hóa dân gian. Đó là một lực hút của đoạn thơ đất nước, đúng không ạ? Để rồi người đọc lặng đi xúc động trước một cách định nghĩa thật bất ngờ của Nguyễn Khoa Điềm. Được chưa ạ? Các em thân mến, như vậy là trong một cái thời gian có hạn thì thầy cũng đã đưa đến cho các em tất cả những cái hiểu biết, đúng không ạ? Về cái mặt nội dung kiến thức. Và tất cả nó chỉ là sỏi đá thôi, nó chỉ là gạch thôi, đúng không ạ? Và cái công việc của các em là phải ghép nối nó lại, đúng không ạ? Phải thêm những cái trang trí, những cái gì ạ? Những cái hiểu biết, những cái mở rộng thêm để các em có thể xây lên cho mình những cái ngôi nhà, đúng không ạ? Những cái bài viết một cách thật là chắc chắn, thật là cảm xúc. Và có lẽ cái điều quan trọng nhất trong cái bài thơ đất nước này thầy muốn gửi gắm đến cho các em, đó là một lần nữa các em hãy yêu thêm cái đất nước của mình, hãy yêu thêm vì mình là con người Việt Nam. Hai tiếng đấy mỗi khi cất lên thì ta phải hiểu cho nó sâu sắc, hiểu cho nó tận tường, đúng không ạ? Và không có cách nào để có thể hiểu tốt hơn nữa, đó là các em chỉ có thể là gì ạ? Hãy tìm hiểu sâu thêm, hãy đào sâu thêm về bài đất nước. Và ở trong cái tài liệu thì thầy cũng đã đưa đến cho các em một số những cái đề thi có thể liên quan đến cái bài đất nước này. Đấy. Cảm ơn các em đã theo dõi cái bài thơ đất nước. Và một lần nữa chúng ta lại đưa đến với nhau một cái thông điệp đó trong cái việc học văn, đúng không ạ? Học văn là tìm hiểu chính cái con người của chúng ta, cái cuộc sống xung quanh hàng ngày hàng giờ của chúng ta. Đấy. Chào các em và hy vọng được hẹn gặp lại các em trong cái bài học tiếp theo.
của Học viện Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.